Lady, tôi chọn đẹp. Oppo Find N3 Flip gặp để tỏa sáng. Chào bạn bạn tài. Thì đi trước đi. Trang lớn hơn em á. Không sao đâu, không sao. Được mấy cái hình rồi. Nám da da, đang chị nám nữa. Được chị Quyên báo là di chuyển tới nhà Trung bằng du thuyền. Lúc ấy chị mới bảo là, ủa, chị mới mua du thuyền hả? Thế xong rồi chị mới cười ầm lên, chị bảo là du thuyền của chương trình, em làm gì chị là đã làm gì mua du thuyền đâu. Mình sẽ có bia này. Trước nào, đúng rồi. Có một chút chim không? Ok. Chứ không có làm màu nha. Chị tôi bình thường đâu có uống alcohol đâu. Cho gì không? Em tưởng là đi biển mà mặc cái bộ mà monkini nó hở hai cái eo. Em không nghĩ là mình lên du thuyền được ăn uống trải nghiệm sang chảnh vậy luôn á. Siêu sang chảnh luôn á. Trời ơi, một bàn đồ ăn tràn ngập luôn. Và là những món ăn rất là ngon. Mọi người ơi, mọi người ơi. Hôm nay chúng ta đi đâu rồi? Em có ý này nè, em hát đám cưới chị 10 bài cũng được. Nhưng mà cái khúc mà chị quăng bông á. Quăng của em. Đúng rồi, cái đó đó chị. Bản thân Hà cũng là một người khá là ít nói và cũng ngại chia sẻ về bản thân. Nhưng mà mọi người rất là vui vẻ và mọi người cố gắng nói chuyện với Hà để cho Hà cảm thấy thoải mái hơn. Mọi người còn đi ra ngoài du thuyền chụp hình nữa. Nhưng mà Hà thì cảm thấy là ngoài trời rất là nắng. Nên là chỉ ngồi ở bên trong thôi. Mọi người thường mà nhìn thấy một cái người mà ít nói hay là không có tham gia vào câu chuyện á thì mọi người cứ tưởng là họ vô tâm hay không quan tâm, nhưng mà không phải. Chị Hà là ngồi lắng nghe hết. Chị Hà rất là quan tâm, cũng hóng ra mà lắm. Đó, ok đó. Ê, nhưng mà không ngồi ra đẹp thiệt, đẹp thiệt, rất là đẹp thiệt. Ôi mấy chị, thiệt sự luôn á, em hư là do mấy chị đó. Ê, Ngọc, anh lái tàu nè, anh lái tàu là anh nè. Anh lái tàu ơi, chắc chắc chắc. Bùm bùm mình đi nhanh nhé, chắc chắc chắc. Bùm nhé. Lần đầu tiên pha không? Lần đầu tiên rồi. Chị cũng sẽ lần đầu tiên uống. Rồi, đổ vô đây. Rồi, đổ vô đây. Ghê. Ghê chưa? Cái bia được vai sẽ tạo cho nó mình cái cảm giác mắt lạnh hơn. Cái này chị rót vào đây nhé. Đội trưởng. Cảm ơn bartender. Nhưng mà mỗi người nhấp miếng để nhận tấm lòng của Diệp Lâm Anh nhá. Em ngon lắm nha. Con này bạn, ngon ngon. Ngon không? Cho nước chua để chị thấy ngon. Ok mà, dễ uống mà các bạn, dễ uống luôn. Diệp Lâm Anh thấy là mọi người chưa có gắn kết lắm cho nên mình ra mình pha cocktail để đi mời mọi người. Cũng vui á. Anh ơi lâu đài tình ấy đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chép đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi.
em đi ở có một mình ở Việt Nam thôi thì cũng không có ở chung nhà với ai hoặc là với chị nào cả, nên là mình cũng lo lắng một chút. Nhưng mà còn lại thì em đi sẽ thấy rất là phấn khởi bởi vì mình được ở gần gũi với các chị hơn, mình có thể hiểu được các chị hơn, có thời gian ở cạnh nhau. Thì em đi cảm thấy rất là háo hức chờ đợi những ngày được ở nhà chung với các chị. Chào mừng các chị đẹp đến đô thị đảo Swan Bay với không gian xanh nhiều tiện ích để trải nghiệm cuộc sống nhà chung. Tessori Doriente, sữa tắm nước hoa Italy, lưu hương 8 giờ. Wow, ngon ngon mấy chị ơi. Ôi, con kìa. Được nha, nhà được nha. Ôi, xinh xắn nè. Em với nhóm mình được ở chung sướng quá trời. Dạ. Đây có mấy cái túi gì? Hình kia. Đây mình kìa. Lúc mà mình nhìn thấy 5 cái túi là mình cảm thấy là tim mình kiểu đập rộn ràng luôn. Rất là nhiều những cái món quà xinh xắn được chuẩn bị dành cho 30 chị đẹp. Cái sự chu đáo ấy, nó đến từ những cái điều nhỏ nhất. Mình nghĩ là không chỉ mình đâu mà tất cả các chị đẹp khác đều cảm nhận được cái tình cảm của chương trình dành cho từng cá nhân. Con Hà ăn hết cái bánh này nha. Thích quá, thích quá. Thật, em cái tội em không nói gì. Em vừa nói rồi, em vừa nói hai câu rồi. Thế hả? Đủ chưa? Đủ, đủ KPI hôm nay. Ý tưởng cái kẹo yếu quá ha. Cái kẹo này này. Đây là cái gì? Đây là cái kiểu bỏ đồ vào đây. Mình dùng cá nhân ý. Mình keo lì. Sang sang. Em ơi, túi nó xinh quá này. Này trong quá trình tập mình xét ok đấy. Cái này là mang về là con mình nó xin đấy. Ok. Nó xin luôn. Ở trong rất nhiều quà. Ờ mình luôn nè. Luôn đi hả? Sản phẩm gì? Wow. Có đầy hả chị? Ê cái này rất thơm nha. Chị đã xài rồi. Rất là thơm. Body dưỡng da, sữa tắm, mà cái body của nó là sữa tắm nước kiểu cái này là body cream, là kiểu giống như tắm xong rồi xoa cái này để dưỡng da đó. Đúng rồi. I wish it's for you. Còn cái này là gì? Nhưng mà cái này là nếu mà đi làm kia thì dễ thương nha. Bà em lấy con to, chị lấy con nhỏ đi nhé. Ok cưng. Ê, túi này mình lấy chanh á. Mình nặng vô, không mình ăn. Đây là một cái trải nghiệm nó khá là đặc biệt. Chứ bây giờ mình ở chung với nhiều phụ nữ như vậy. Bí kíp chăm sóc sức khỏe tại nhà chung. Đây là chiếc tủ lạnh được trang bị riêng cho các chị với đầy đủ những sản phẩm thơm ngon, cân bằng dinh dưỡng, giúp nâng cao sức khỏe, giữ gìn vóc dáng, bảo vệ làn da, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, giúp chị đẹp cân bằng và tự tin tỏa sáng. Hy vọng chiếc tủ lạnh này sẽ hỗ trợ các chị có một sức khỏe tốt nhất trong những ngày tập luyện sắp tới. Mấy chị ơi, em mua dép mang trong nhà. Trời ạ. Nhưng mà em mua là 37, 38 với lại 39, 40. Chị 39, chị 39. Dạ. Chị thank 39. You em. Dạ chị 37. Ôi cảm ơn em nhiều. 37, 38. Chị 36 nhưng mà chị 36 vậy chị mang cái này đi. Em ghê ta. Thank you. Mang cho sạch chân với lại dép cặp. Nhưng mà tại vì tặng dép tặng giày không có nên á. Coi như là em mua trên mạng á, đôi này là hình như là năm mấy 60 cộng tiền ship luôn là cỡ 100.000 đôi. Đây, đây chị đổi lại cho em đi. Cho em xin tiền mặt rồi, cho em xin mỗi chị 150 nha. Lời gì? Là lấy vía thôi chứ không có lời gì. Rồi tặng rồi chưa? Trời đất ơi, tôi chưa thấy ai tặng quà như thế luôn ấy. Fami. À, mọi người ơi, có bánh gato nè. Nguyên cái bánh mở ra nhá. Xinh đấy. Vào đúng vô. Được, đang nói nhá. Trời. Ôi, một màu tím. Đẹp quá. Ghi là gì đây, ghi gì đây chị? Chào mừng các chị đẹp. Bây giờ đi lên xe phòng ngủ. À, đi. Đi lên xe phòng ngủ đi. Ok. Đây, đi. Đây.
Ôi phòng ngủ đẹp phòng nha. Dễ thương, phòng dễ thương. Ủa có thêm một lầu phòng ngủ xinh nha. Mình chọn phòng này đi chị. Mình ngắm cây không được tủ. Có chỗ cho tôi ngủ là được rồi. Chị ơi, em chọn phòng này. Cái phòng dễ thương quá ha. Em màu đen thì bên kia hơi hồng bảnh bèo quá. Vậy là hai phòng ba người. Rồi. Chị ơi, có bàn cà phê cho chị ngoài này luôn. Không, thực ra cái bàn cà phê không phải là cho chị, mà chị nghĩ là cho chúng ta gian này. Hai cái ghế thôi. Không sao, chị đứng cho hai em ngồi. À, một phòng này thì sẽ hai người. Bác ở với bác Nhung. Thế à? Vâng. Đội trưởng ở với đội trưởng. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi, nhất trí. Rồi. Chị để các em toàn quyền. Còn lại chị. Rồi, xong. Quan trọng nhất là khi mình vui ấy, thì tất cả mọi thứ các em sắp xếp như thế nào thì Phương ở như vậy. Mình không có ý kiến. Phương cũng biết là có thể một phần vì mình không có bất kỳ một cái điều kiện nào, mình không có một đòi hỏi hay mình không có một sự chuẩn bị nào rằng là mình sẽ phải như nào, nên mà mình không bị hụt hẫng ngay mình không kiểu đắn đo gì hết. Mà Phương rất là vui với chuyện đấy, bởi vì Phương thấy tất cả các em đều vui. Trời ơi, yêu này. Dễ thương nha. Mấy là có cái chỗ này để chị em mình tập nhảy ở đây được này. Được không? Được, mình em tập nhảy ở đây. Thôi đi ra xung quanh. Giống kiểu như ký túc xá xong. Ô, rồi đúng kiểu mấy chị em kiểu sinh viên á. Không, không, không ký túc xá hả? Chỗ sang đẹp như này đâu các mẹ. Xinh nhở? À, nhưng mà như này xong rồi mấy chị em mình ngủ với nhau luôn đi. Đây là mẹ nè, xong rồi đây là cấm. Cấm nè. Cám 1, cám 2. Cám 1, cám 2, tôi bảo anh là chị. Bảo anh là con cá bống. Đến sau, bị phân vai sau. Lâu lắm rồi thì Ngọc mới có lại được cái cảm giác là mình sẽ phải đi quay xa rồi ở nhà chung với các chị. Lúc đầu mình chỉ nghĩ là đội của mình thôi là có 3 chị em thôi, chắc là sẽ hơi bơ vơ một chút xíu, nhưng không ngờ là hai nhóm 3 sẽ được ở chung với nhau. Rất là bất ngờ luôn, vô Hòa Cát và căn nhà của mình nó bắt đầu là nó sơm hơn rất là nhiều luôn. Là chị em mình kiểu như hôm nay gặp nhau như này này, xong rồi lại cùng có thể sinh hoạt với nhau. Thôi ơi, mình ở cái nhà này á là hả, mình được đi làm vườn luôn. Ở đằng sau kia là có vàng bí nè, đó, rau ria đồ. Nói chung là đầy đủ tất cả mọi thứ. Có quà này, có đồ ăn này, có cơ ngơi như thế này để chị em mình cùng sinh hoạt, đúng không? Cho nên chúng ta hãy tận hưởng ngay những gì chúng ta đang có và đừng làm khó những gì chúng ta đang cần. Ok, chúng ta sẽ ngồi đây chuyện trò để chờ chị đại của chúng ta đến, đúng không? Yeah, chị Hồng Nhung, đội trưởng của đội Ninh Dương Lan Ngọc. Đấy. Ở nhà chung thì có mỗi Linh với Ngọc, và thiếu có chị Bống thì cũng hơi buồn một chút, bởi vì nếu như có chị Bống ở đây thì Linh nghĩ là sẽ vui hơn, bởi vì chị Bống rất là vui tính. Mình vẫn rất là cảm thấy thiếu người mẹ đầu đàn của mình, nhưng mà không có sao hết, bởi vì chị ở xa nhưng mà vì vấn đề sức khỏe nên chắc chắn là chị vẫn truyền lửa lại cho cả hai chị em đang có mặt ở đây. Mình rất là mong muốn là chị sẽ mau khỏe để có thể đến cùng với chúng em. Thẩm mỹ viện Seoul Center, nhà tài trợ vàng chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sóng 2023. Ngay khi đến nhà chung, chị đẹp Lindy đã tranh thủ đến phòng trẻ hóa để tận hưởng dịch vụ ở đây. Em chào bác sĩ. Chào bạn. Bác sĩ có thể tư vấn cho em làm sao có thể có một bàn tay thật là đẹp để em có thể nắm tay người yêu em không ạ? Bác sĩ nghĩ là bạn hãy trải nghiệm qua cái liệu trình tái sinh cấu trúc nền ECM, sau đó thời gian các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt. Bây giờ mình hãy vô trải nghiệm luôn. Dạ, luôn đi ạ. Okay. Mình thấy sao nè? Nó trẻ hơn, căng bóng hơn, săn mướt hơn. Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Đầu tiên của chị em mình, lần đầu tiên luôn, cuộc đời chưa bao giờ chung hay là tập thể cái gì hết, cho nên chị đang hòa nhập. Nhưng mà chị nghĩ là vui, nhưng mà làm sao mà không khí vui vẻ, chị em có kỷ niệm thôi. Ok. Yeah, giờ ăn rồi. Giờ ăn rồi, giờ ăn đêm rồi, giờ ăn đêm rồi, mời em đâu. Dạ. Yeah. Đây là đồ ăn của chương trình, còn em là em đem chả cá lăng. Oh. Lòng với lại cá lăng. Cảm ơn em. Để cho cả nhà mình ăn. Có phải trả tiền không em? Chị này em đâu có tiền bạc vậy, em đâu có bán.
Em phải rút kinh nghiệm từ đôi dép chị ạ. Không có, tình cảm mà, vui vẻ. Rồi cái này ngon. Chúng hấp dẫn ha. Dễ thương quá, nấu suốt từ hôm qua đấy. Đấy. Dạ không, em đặt, em chỉ xách xuống đây thôi à. Ồ vậy hả? Dạ cái này em mua của cửa hàng. Kệ em cứ nhận là em nấu đi, để bọn chị tôn vinh nhá. Sợ gia đình em á, cái coi cái này cái cười sỉ nhục em. Thì nay em không nấu à? Dạ không. Mấy chị là ăn hành hết được phải không? Ừ, ăn được hết em ơi, thoải mái đi em ơi, bỏ hết vào. Chắc mình bỏ vào luôn. Chưa chị ăn bún không ạ? Hết nhá. Dạ bỏ hết luôn chị. Một chị nghĩ là trong này là chắc chắn Vân là sẽ là nấu ăn giỏi nhất. Đúng rồi ạ. Mọi người đây là bữa ăn đầu tiên của team chúng ta về với nhau. Nhưng tôi phải đòi quyền lợi cho nhóm mình. Rau không nhiều. Có tí rau nào hết đi. Thì đây chả rau. Chứ rau. Toàn thịt đây không này. Rồi. Đây tặng bà. Mời cả nhà. Thiếu mất Bảo Anh nhở? Bảo Anh chưa lên tới. Kẹt thuyền. Nhưng mà Bảo Anh chắc là cũng đang hơi mệt cho nên là để Bảo Anh nghỉ ngơi một tí. À thôi, em ơi, vòng diễn solo. Ngồi với bà từ sáng cho đến tối không biết bà giấu cây gậy ở đâu. Tự nhiên một tối bà đi lên sân khấu bà làm như là thích. Ủa đâu. Biết học kiểu gì không? Đi lên trên mạng search là học múa gậy. Và nó search ra mấy cái múa của Tôn Ngộ Không. Đúng rồi, đúng rồi. À, thì đấy thì không? Nhưng mà mọi người có cảm giác là cái thử thách này á, nó khó nhất là ở chỗ là mình không được tổng duyệt. Lúc đầu Ngọc nghe Ngọc choáng nha. Nhưng mà hồi sau Ngọc thấy là rất là phe và kiểu giống như mình cảm thấy thích cái cảm giác đó. Tao chỉ nói là chị vô chương trình này chị phải thử nhảy mà chị lại chọn team 3. À như thế này nhá. Tất nhiên cái chặng phía trước mình sẽ còn rất là nhiều điều mình chưa biết này. Nhưng mà cái vòng công diễn đầu tiên thì khi chị thích cái bài đó là chị chọn bài đấy trong nhóm 3 thì là mình cứ vui thôi. Khi mà các đội trưởng bắt đầu chọn người thì chúng ta hãy tự hào mà tiến cử đi. Coi như là xỏ số vậy đó. Giống như em trượt nhà chị Quyên thì em đã được về với chị Phương. Có nhiều điều. Cảm ơn. Rất cảm ơn. Rồi các em cười thoải mái đi. Nên tôi tưởng đang cười. Rất cảm ơn. Anh lỗi gì? Không sao, chị sẽ ngồi xem các em cười. Tại vì thực ra cuộc đời chị hơi bị ít nụ cười chứ. Mà thực ra các em cười cũng không sung sướng gì đâu. Chị nhắc này, các em cười nhiều là các em sẽ có nhiều nếp nhăn, chỉ vậy thôi à. Rồi, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh. Tại sao mà những người mà khóc nhiều mà họ có khu vực mắt này đẹp đâu nhá em nhá. Là bởi vì nước muối đó, nó sẽ làm cho mình ướt cái khu vực này á, nó sẽ săn chắc. Chị đẹp chuyện chưa lên sóng, nhà chung và thử thách luyện tập 20 giờ thứ hai hàng tuần trên YouTube Giao Anh Show từ ngày 20 tháng 11 2023. Onlala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Mọi người ơi, vào đi này, khá là ấm áp. Ô thế hóa ra mình lại tới sớm nhất à? Đúng rồi, em cảm giác là chị em mình thông thả nãy giờ lắm luôn. Hai cháu vào chơi. Thôi ngồi gần nhau đi cho nó đội hình nó đẹp. Chị dặn nào rồi, hai đứa không được tách nhau ra. Hai cái nơ đấy không được rời nhau ra. Hai cái nơ, hai cái túi, hai cái dây. Hợp lý ghê. Không thể nào rời nhau ra không? Một nhóm nữa đang tiến vào kìa. Dạ em chào các chị. Ôi, đói quá mà bọn mấy đứa nó ăn mì thế là em mới lao ra em ăn mì đấy. Dạ em đi chị. Ê, ánh sáng đây đẹp lắm luôn á. Đẹp đó. Cái phone này nó lọc ánh sáng. Ủa, người nhìn thấy à? Ban ngày cũng đẹp, ban đêm đẹp. Rồi. Hồ Kina ơi, cho chị tí nữa cho chị mượn để chị selfie cái. Có gì em nhở? Dạ vâng, dạ là dưa lưới này. Bên em là có là watermelon luôn là được chế biến từ dưa hấu. Yeah. Ê, cái team này cứ xuất hiện là lồng lộn nha. Đấy, như công túa ấy. Em uống cái gì đó với dưa này.
Là tức là đổ xong bao vào đây xong cầm cả quả dưa uống đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Thì order một cái này, hai người uống chung. Dạ vâng. Rồi còn pha với dưa lối này mình sẽ pha với cái đậu chiều. Những ai biết nhảy ra nhảy solo. Mỗi người một tổ hợp. 30 giây. Ôi nhớ. Tung váy lên chị. Váy này đâu có tung được đâu. Tung áo chị ơi, tung áo. Tung áo lên. Chắc là em ơi, đêm chưa bắt đầu mà chị xịn. Đêm chưa bắt đầu mà chị xịn rồi. Ủa là cái đó là có cồn mà. Đúng. Cái gì vậy trời. Chị nhìn đi. Chị thấy cái outfit chưa? Nhìn lại em của chị đi. Em nổi bất nhất. Buổi sáng đến đây thì mình mặc đồ rất là đơn giản rồi. Mình nghĩ là hôm buổi tối mình mặc cái gì cho nó dễ thương lung linh xíu. Xong rồi mình mới lựa một cái đầm cũng gọn gàng thôi. Gọn gàng lắm. Dây nhở, đầm mà nó có cái dây nhở. Nhưng mà được mấy chị khen là nhìn em xinh lắm. Nhìn em đáng yêu lắm. Khoái, quá trời khoái luôn. Buổi tối thì chị Vân tặng cho Hà một cái váy. Bởi vì Hà không mang váy để đi tiệc đốt lửa trại. Mình với Hà thì cũng hợp nhau, nói chuyện với nhau đến tận, tức là từ lúc gặp nhau cho đến cái lúc đêm đấy là nói chuyện với nhau rất là nhiều mọi người ạ. Và bình thường cô ấy ở ngoài rất là ít nói nha, nhưng mà ở với Vân là không hề ít nói một tí nào cả, nói rất nhiều luôn. Và là một cô gái cực kỳ thú vị. Mấy cái này sao ăn được? Đùi gà tươi, ổ tươi quá, không có ăn được nữa. Hay là... Ủa? Chân gà hả? Ủa đây hả? Nhưng mà chân gà cay quá, em không ăn được cay. Cái gì đây? À, gà khô xé sợi. Được đấy ạ. Chị biết sao không? Hồi trưa em ăn rất nhiều ở trên tàu. Xong về tới nhà chung á, ăn tiếp để quay nữa. Mà đồ ăn cũng ngon. Cái em ăn quá trời luôn. Các chị đẹp ơi, em xin được gửi lời chào rất là yêu thương, hạnh phúc, tân bừng nhất đến tất cả mọi người đang có mặt trong buổi welcome party của chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Hôm nay thì em nhận được nhiệm vụ là host cái buổi gặp gỡ thân mật ngày hôm nay của tất cả chúng ta. Để cái buổi ngày hôm nay của chúng ta vui nhộn hơn thì tụi em sẽ có rất là nhiều những game thú vị của ban tổ chức dành cho mọi người. Yeah. Và game đầu tiên đó sẽ là game Môi này của ai? Vào ngày hồi cổ đầu tiên, các chị đẹp đã check-in bằng cách in dấu son môi trên những tấm thẻ. Ban tổ chức đã chọn ngẫu nhiên một dấu son và nhiệm vụ của các chị là nhìn dấu son đó để đốt xem môi này là của ai. Mọi người ơi, đây là cái môi ngày đầu tiên tụi mình check-in ấy ạ. Thật luôn ạ, sao môi này đẹp quá vậy? Mỗi người chỉ được đoán hai lần vậy hả? Và phải đúng ít nhất một lần thì mới nhận được quà. Ok, em đoán trước. Với một chiếc môi màu cam đỏ như thế này thì đối tượng tình nghi của chúng tôi đang nằm ở chị Quỳnh Nga. Chị Quỳnh Nga môi tôi rồi. Và Diệu Nhi. Không biết phải sao á mà cái môi này mẹo hình mẹo dạng lắm. Có nghĩa là Diệu Nhi á hay hay chè môi đúng không? Môi này là ở bên trên nó hơi dày. Chốt này. Chưa? Môi Diệu Nhi đi. Môi Diệu Nhi đúng không? Rồi, Ngọc Tự quẹt đi. Ngọc Tự quẹt qua. Linh đây Lai. Là môi của Linh Lan. Quá đẹp luôn nha. Nhưng mà em nhớ hôm đấy là môi em hơi nâu nâu thâm thâm mà sao hôm nay nó lại sang màu đỏ rồi. Nổi màu má ai. Môi của ai? Trời môi đẹp lắm mọi người. Thôi thôi em biết môi đẹp lắm. Môi đẹp lắm. Môi này của em. Ok,
Ngọc quẹt luôn đi. Coi có phải môi của Ngọc không. Chắc chắn đây là môi của Ngọc. Tiến gọi đi chị. Hờ hên đi ê. Ê còn ngơ ngác kìa, nhìn còn ngơ ngác kìa. Là tôi, đôi môi này là tôi. Đừng có cố chấp nữa mà. Rồi, cái môi gì mà nó chúm chím dữ vậy mọi người? Môi của Quỳnh Nga. Phải không? Em đoán môi chị Tú Vi. Thôi, của Giang Hồng Ngọc. Trời ơi, ủa sao cái cuộc thi này nó rối vậy mọi người? Giang Hồng Ngọc. Trời, ok, chị là Giang Hồng Ngọc. Em là chị Tú Vi. Tú Vi. Ai đây? Tú Vi, tôi là Tú Vi đó. Rồi, rồi, ok, kéo. Tay chưa? Thầy của tôi không trời. Ê của tôi đó. Tôi. Của tôi. Của Lịch hả? Tôi đoán vậy thôi không phải đâu. Em nghĩ phải của em quá à. Của em hả? Trang. Trang. Của chị Trang đâu? Ủa sao lại ra được đi? Sao chị hôn môi không có nhiệt tình? Sao không? Chị sợ bị mất son. Cho nên chị cứ nhìn nè. Không có chạm vô luôn đó. Cho nên nó chỉ có ở giữa thôi. Không có nhiệt tình mới mất hôn môi nhiệt tình hơn. Cùng đi mọi người ạ. À. Chị Lê Quyên nha. Tôi đó. Sao bà danh của bà hoài vậy bà? Rồi em mời chị Quyên lật luôn phải của chị không? Không phải. Nga, chị Quỳnh Nga. Trời ơi. Chị mình đi được phải. Rồi chúng ta kết thúc trò chơi. Em một tràng pháo tay thật lớn ha. Richie hân hạnh đồng hành cùng chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Bây giờ thì xin mời sự xuất hiện của nhà thiết kế của những hoa hậu Anh Đỗ Long ạ. Xin chào tất cả mọi người. Chào các chị đẹp. Anh Long ơi, anh nói đôi lời chia sẻ về bản thân mình cũng như là những món quà mà anh tặng cho các chị đẹp ngày hôm nay nha. Đỗ Long rất là vui khi có mặt ở đây cùng với những chị đẹp rất là tài năng, quyền lực và xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Quà của những chị đẹp ở đây là sẽ là những chiếc áo Đỗ Long design riêng. Wow. Theo những chiếc môi và cá tính của từng người. Anh của em. Dự nhiên vừa nghe quà dự nhiên nhanh quá hả? Ai cũng có quà. Em hương bạn cho chị. Hồi hộp quá, mấy là gì đó. Cảm ơn Long nha. Nè, xích nè, chờ của từng người nha. Đây. Được không? Đó. Môi của Thanh Ngọc rồi, nụt rồi, bụng rồi. Đây, giúp cận, camera ơi. Cho một cái cận vô đây. Xích đây chờ, xích đây đó. Đồ Long, Đồ Long. Quá đẹp, thank you. Chị, đúng là cái môi của chị luôn đó. Đúng rồi, đẹp quá trời luôn á. Ôi, dâu tây kìa. Nếu mà ai theo dõi Phương Vi là không thể không biết bài này hết. Đúng không? Lúc mới yêu. Chị mở ra xem đi chị. Không, chị không mở. Chị muốn bí mật rồi, giữ đi. Mọi người ơi, chúng ta sẽ dành anh Long một tràng pháo tay để cảm ơn anh ấy nha. Với những món quà rất là dễ thương. Cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng rằng mọi người sẽ thích món quà mà Đỗ Long nha dành tặng riêng cho tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ mặc chiếc áo này trong buổi tập ngày mai. Rồi, xin chào tất cả mọi người và hy vọng rằng mọi người sẽ thích món quà của Đỗ Long. Thì khoai đâu nhỉ? Em nhờ dẹp hết rồi à? Lệ Quyên bớt ăn lại về chỗ nhỉ? Mọi người ơi, khi mà khán giả hay là người hâm mộ á tìm kiếm tên các chị đẹp ở trên mạng xã hội thì họ sẽ có những cái biệt danh, những cái tên hoặc là những cái sự kiện đặc biệt nào đó trong sự nghiệp của các chị. Thì ở đây thì sẽ có một vài chị ngẫu nhiên chương trình bốc thăm ra để mà chúng ta lên đây và tự đoán xem khán giả hay tìm kiếm từ khóa nào về mình. Rồi Lan Ngọc trước đi. Bạn có biết là cái từ khóa mọi người hay tìm kiếm về bạn là gì không? Ngọc nữ mà ảnh Việt. Hay là nồng nọc. Ninh Dương Lan Ngọc. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Diệu Nhi nói là mỗi lần Diệu Nhi tìm Ngọc là Ninh Dương Lan Ngọc nhan sắc đỉnh cao. Nhan sắc đỉnh cao. Dạ có.
Chưa bao giờ em tìm một cái từ khóa nó như vậy luôn, vô lý. Ngọc chốt cái đó, Ngọc sẽ tự tháo ra để xem từ khóa của các fan hâm mộ dành tặng cho Ngọc là gì nhé. Thánh, trời ơi, tôi biết rồi. Thánh lời. Thánh phá hít. Sai, em hát hay. Mỗi lần mà Ngọc hát là mọi người quên mất bản gốc luôn, chỉ còn nhớ cái bản của Ngọc. Không hiểu là tại sao hết. Nhưng mà em nghĩ là tham gia chương trình này xong, em sẽ bỏ đi cái từ khóa tìm kiếm này luôn. Và em sẽ cố gắng thành cái từ khác đúng không? Thành là thánh tạo hit đúng không? Đúng rồi. Sẵn ở đây có Diệu Nhi nè mọi người ơi. Đẹp quá. Diệu Nhi, chị biết em là cái gì luôn á. Thánh tóc giả. Em tự đoán đi. Dạ, em nghĩ là top 1 visual. Top 1 visual. Không không, Ngọc là thánh máy giả. Máy thiệt, thật vậy. Nè, máy thiệt. Xin mời Diệu Nhi bật mí cái bí mật này. Thánh phá trên. Phá trên. Là bản thân của Ngọc á. Thánh phá hit. Là thánh phá trên. Đi đâu có phải là thánh phá trên đâu. Bằng chứng đâu. Phá trên gì? Không phục. Mà Oanh thấy là Nhi hát nhiều, là mà Nhi nhảy nhiều lắm. Mà tất cả những cái trend Nhi tạo lên là nó xuất sắc luôn. Bây giờ Nhi có thể nhảy một cái nào cho mọi người xem được không? Sao chị Oanh vậy? Chị Oanh sao vậy? Đối xử với em như vậy? Hồi nãy sao chị Oanh không bắt chị Ngọc hát? Nếu mà như vậy thì chị Ngọc hát em nhảy. Đúng rồi. Nếu mà như vậy Nhi nhảy mọi người đồng ý không ạ? Có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Hai ba, một ngọn lửa hồng nở trong ta. Ông cháy mãi, cháy mãi. Ngọn lửa hồng rực cháy. Ôi cao nguyên nhấn nhóm lửa cao nguyên. Thật sự gia đình em coi clip này là thấy buồn em lắm á. Đó, cho nên em đâu có vô nhóm 7 người được. Mấy chị mai mốt mà có nhóm 7 người đừng kêu em nha. Nè, đó, vũ đạo của em vậy thôi nè. Chưa bao giờ cái vũ đạo nào mà theo một tay, một chân vậy hết trơn á, sao nhảy. Dạ, một tràng pháo tay, cảm ơn Lan Ngọc với Diệu Nhi rất nhiều. Ủa? Thì bởi vì có nhảy được đâu. Linh Ly, mời em. Bây giờ mời Linh mở ra từ khóa của mình. Lúc mới yêu. Ôi là giống bài hát của chị Phương Vy. Cái này tôi hiểu bà. Oanh á, không biết sao cứ ngồi cạnh Ly hoài. Mà mỗi lần ngồi chung là thấy gọi điện cho ai đó. Không có một phút, một giây nào mà không gọi điện. Ví dụ như là mỗi ngày là phải cỡ 1.5 tiếng. Chờ mà, em có nói gì đâu. Bé Ngọc ngồi kế bên thôi. Con bé này chết tôi rồi, rồi em. Ôi, thật sự. Mà không có ngại tỏ tình đâu. Anh ơi, em nhớ anh lắm nhá. Yêu lắm nhá. Nhớ em nhá. Không cho chồng đi đâu, không cho chồng đi đâu. Không, không chị, không, không chị. Đưa đoạn này lên dùm em nhá. Hỏi thiệt luôn, cảm xúc khi mà mình thật sự được yêu, được là đúng cái bản ngã của mình thì mình cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì thực sự là em đã trải qua một quá trình rất là dài. Phải đến hơn 30 tuổi em mới tìm được một tình yêu đầu tiên của em và em rất là trân trọng nó đến tận bây giờ. Và em mong rằng là em sẽ giữ nó. Thôi em sẽ không nói trước tương lai bởi vì nói trước hôm qua em cứ để là mưa đến đâu mát mặt đến đấy ạ. Tiếp theo là Nguyên Hà. Dạ. Trời ơi, mấy ông này tỏa sáng nha. Dạ. Vâng ạ. Nó dài lắm mọi người. Chị Nguyên Hà nhắm mắt thấy mùa hè. Nguyên Hà thì chắc là không có gì để nói ngoài những bài hát của Hà thôi. Những bài hát của Hà đúng rồi. Và bài hát dài như vậy thì... Chị mở thử nha. Xin mời chị Hà. Rồi. Nữ ca sĩ nói lời xin lỗi nhiều nhất V-pop. Đúng rồi.
chỉ có bài xin lỗi nè đúng không? Bài nợ nhau lời xin lỗi nè. Rồi bài xin lỗi vì đã yêu nhau nè. Sao xin lỗi nhiều quá vậy chị? Nhạc sĩ đưa bài nào thì em hát thôi ạ. Vậy là nhạc sĩ có lỗi. Dạ. Bài xin lỗi thì chắc là mọi người biết nhiều rồi ạ. Chị chưa nghe em hát bài đấy ở ngoài bao giờ, hôm nay chị mới gặp em. Ok. Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bến mờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa. Và có người đi thật xa chẳng trở về. Em cảm ơn mọi người. Xin lỗi vì sự đánh đàn bột chột của em. Thì sau buổi ngày hôm nay rồi, chúng ta được biết nhiều hơn về những người bạn của mình. Thì mọi người hãy cùng nhau bình chọn xem ai là Miss Nhiệt Huyết. Miss Nhiệt Huyết sẽ nhận được một chiếc vương miện của ngày hôm nay ạ. Sunshine at the right time. Quanh là đang bị sốt luôn mà vẫn rất là nhiệt tình để mà dẫn dắt chương trình ngày hôm nay cho mọi người. Cảm ơn Lan Ngọc và cảm ơn tất cả các chị em rất là nhiều. Cuối cùng trong cuộc đời em cũng đã có một chiếc vương miện rồi các chị ơi. Chị ơi à. Em hạnh phúc quá. Hôm nãy giờ Quanh hỏi mọi người nhiều rồi, bây giờ Ngọc hỏi lại Quanh. Quanh có cảm thấy mệt không? Hơi mệt một tí xíu nhưng mà rất là vui. Gặp gỡ rất là nhiều những người chị xinh đẹp và rất khóc là nhiều. Khóc nữa hả? Khóc nữa hả? Khóc nữa hả? Không khóc. Không, nhưng mà tại vì á, thật sự là hiểu được. Đứng đây nè, cầm tay bà còn nóng luôn. Mà bà rất là cố gắng để mà hả dìu dắt chị em mình trong hai phần chơi vừa rồi. Cảm ơn Oanh rất là nhiều. Ngọc đại diện cho mọi người cảm ơn Oanh nha. Dạ. Yeah. Dạ, cái này là em nói thiệt, em xin đề xuất luôn. Tại vì ngày hôm nay là Quanh là người nhiệt huyết nhất, nên em muốn là nhóm đại diện đầu tiên. Trời ơi, gai hàng. Đúng vậy ạ, đúng quá vậy. Mấy chị ơi, cho em hỏi có ai rớt bông tai không ạ? Có ai rớt, tại vì em nhặt được cái bông tai. Mấy chị có ai rớt bông tai không? Ủa? Mấy chị ơi, đây là gót giày của chị Linh Ly. Chứ không phải bông tai. Cái này là gót giày của chị. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kể một câu chuyện mà chúng ta chưa bao giờ kể ở trên bất cứ một phương tiện truyền thông nào hay với bất cứ ai về mình. Và em sẽ trao cái quyền trượng này cho một ai đó. Và sau đó người đó kể, và sau đó người đó sẽ được chọn một người kế tiếp mà mình muốn lắng nghe câu chuyện của bạn mình. Em xin trao lại cho chị Thu Phương ạ. Chị ổn không ạ? Chị không ổn tí nào. Là ngay đến khoảnh khắc này á, bản thân chị vẫn có một cái điều gì đấy mình cứ cảm giác như hình như nó không thật luôn ấy. Bây giờ bảo chị chia sẻ điều gì về bản thân chị ấy, chị không biết là bắt đầu từ đâu hết. Còn thật lòng chị ấy, thì chị rất là muốn nghe tâm sự của một người mà chị rất là yêu quý. Chị thích bạn đấy lắm luôn ấy, quý lắm. Chia sẻ đi. Cảm ơn chị. Chị thích em cực kỳ. Vậy sao hôm bữa chị không kêu em về đội? Em có đứng hát răng khô quá trời luôn á chị. Chị. Ủa sao chị không trả lời? Trả lời em đi. Tại sao? Em xin lỗi chị. Chị sao hôm bữa chị không cho em về đội? Tại vì có chị rồi. À, thì ra là vậy. Để em lấy khăn giấy em cho. Dạ, đợi em. Em phải nói một cái mà em chưa bao giờ chia sẻ. Đúng rồi. Có những cái mà mình chưa chia sẻ thì là mình muốn giấu cho riêng mình á.
chưa chia sẻ với lại là nó phải là sự thật đúng không? Đây, đưa cho cô, đưa cho hàng xóm luôn. Lưu Hoàng Giang. Nhưng mà chuyện của em nó hơi không, chuyện này chuyện tuổi thơ thôi. Chưa ai nói gì. Vấn đề là tại vì tôi thấy toàn gương mặt hóng ở đây cho nên là ai nói gì đâu. Thì anh kể sự tích đi. Chưa. Hai ba. Em bần hận quá, tại sao tự nhiên lại cầm nhỉ? Không hiểu tại sao luôn ấy. Ừ là cầm. Tôi đợi đi. Quên đấy. Cái mà em cảm thấy rằng là em không tự tin nhất á là em cứ có người đông người là em cứ bị ngồi em nhìn mọi người. Khi mà người mà cực kỳ thân ấy thì em lại biến thành một người khác. Thế là em mới run đấy, chị thấy chưa? Kể cho mọi người nghe là hồi bé lúc mà em đi học ấy, suốt ngày em bị một nhóm kiểu chặn đường. Đấy, lúc mà em bị ám ảnh luôn đến tận bây giờ ấy. Kiểu nghĩ đến ký ức trường học ấy thì mọi người nghĩ thấy rất là nhiều niềm vui nhưng mà em lại không thấy vui vì em bị ám ảnh những cái lúc những ngày đi học đấy. Về em nói với lại cô giáo, em nói với mọi người thì mọi người bảo ủa giời trẻ con có cái gì đâu, kiểu các bạn trêu nhau. Có cái bộ phim gì ấy mà mọi người rất là thích mà hình ảnh cũng rất là đẹp, công Hàn Quốc, Reply 1988. Thì mọi người rất thích phim đấy đúng không? Nhưng mà có một số cái cảnh con bé bắt nạt gì, con bị súng bắt nạt gì. Tức là mọi người thấy rất vui nhưng mà em xem em bị sợ đấy. Chị lúc đó bao nhiêu tuổi chị? Lúc đấy chị học cấp 1 đấy. Trời ơi, cấp 1 thôi hả? Ừ. Thế là chị với một bạn nữa là cứ giờ ra chơi là chạy vào toilet, xong đứng kiểu tim nó cứ đập thình thình luôn ấy. Và không dám ra luôn ấy. Không, em rất là hiểu vì em còn bị chúng nó treo khăn quàng đỏ ngược trong nhà vệ sinh cơ mà. Em cũng bị luôn à? Y chang luôn. Câu chuyện của em đi. Không, chị gái. Mà này sao chị nói này, sao ngày xưa không mách bố mẹ, không nói với bố mẹ? Bố mẹ em đã sang nhà mấy cái bạn đấy để nói chuyện rồi, nhưng ý là bố mẹ của những người đấy cũng không có care luôn ấy. Thế sao ngày xưa chị không quên em sớm thế nhở? Ừ, đúng rồi đấy. Ngày xưa là em giải quyết cho chị một trường hợp rồi đấy. Trời ơi, đây ngày xưa mọi người hỏi nhá, Giang với Cún đi diễn nhá, mà toàn Cún bảo vệ luôn, Cún men cực kỳ luôn. Không có chuyện đấy được. Tụi nó thích bắt nạt những người yếu yếu vậy đó. Đúng rồi. Chị ơi, không sao, chị có một trường học mới ở đây rồi nè. Toàn là những em dễ thương không à. Còn 29 đứa còn lại sợ luôn. Sao sẽ không có một mình nữa. Chị hiền lắm, tôi bị bắt nạt thôi. Chị cũng hiền nhưng chị không bắt nạt thế, chị cũng hiền, bé chị hiền. Hiền không chị? Chị hiền lắm, chị nói thật, chị không nói cơ, mẹ tưởng chị tự kỷ mà. Đúng thật là em ghét chuyện bạo lực học đường ạ. Không hiểu cái mặt mình nó dễ bị bắt nạt hay sao ấy. Đi học thì lúc nào cũng trong tình trạng bị các bạn dọa đánh rồi ném cho rách cả váy áo, cái khăn quàng đỏ ấy. Nó lôi sình sạch vào nhà vệ sinh nam, nó nhốt mình ở trong đấy rất là nhiều tiếng luôn. Em bị bắt nạt đến hết cấp 3 cơ. Mẹ em mới nói với em một điều là nếu mà con không tự bảo vệ được mình ấy, thì không ai bảo vệ được con hết. Thật sự em không bị Giang bởi vì là em đã vượt qua được. Tức là em chiến thắng được chính mình, là em không còn sợ cái cảm giác đấy nữa. Vào đại học một cái thì em đã nghĩ là em sẽ biến thành một con người khác và em sẽ không bao giờ để ai bắt nạt mình nữa. Ai cũng phải tới lượt thôi đúng không ạ? Cô gái gần đây nhiều từ khóa nhất. Nào, cô gái chia sẻ nhiều từ khóa nhờ chị nhỉ? Một tiếng kể hết nào em. Cái giọng của em nó đang khàn khàn, nó rất là mút kể chuyện buồn cơ. Mút lắm. 29 người còn lại sẽ vote quên, có ủng hộ cho câu chuyện của em. Quên nói nhầm. Thi đấu quá nhở. Em có một cái câu chuyện mà chưa bao giờ kể. Đấy là em bị mắc một cái bệnh. Đấy là bệnh trầm cảm cười. Ô thế á? Trầm cảm cười. Cái bệnh trầm cảm cười là khi mà lần đầu tiên chị nghe thấy nhá. Ok, không sao. Khóc được thì là cũng còn tốt đấy. Không sao. Vấn đề gì con không chả khóc được cơ mấy mẹ. Phụ nữ mình rất hay tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ. Mà quên rằng cái đứa bé bên trong của mình á, đôi khi nó cũng chịu nhiều cái áp lực, chịu nhiều cái tổn thương.
Chị xua mấy đen tàn nhanh cho em nhá. Tự nhiên lại thành trầm cảm khóc. Ôi giời ơi. Mỗi lần mà em nói chuyện với Cún nhá, Cún rất là dễ cười. Có phải thế không? Thực ra thì em cũng rất là người dễ cười. Bởi vì em luôn luôn muốn khi mà một ai đấy đối diện với em thì đều thấy rằng là em là một người rất là năng lượng. Trầm cảm cười ấy, nó cái biểu hiện đầu tiên của nó là lúc nào mình đối mặt với tất cả thế giới xung quanh mình, bao giờ mình cũng muốn là mình phải mạnh mẽ, mình phải cười, mình phải vui. Nhưng mà khi mà tự đối diện với chính mình ấy thì lại cảm thấy nó ngược lại hoàn toàn. Chứng trầm cảm thì kiểu như là nó sẽ có những người chả nói năng gì, có những người không thích tiếp xúc, hoặc có những người mà họ chỉ thích thu mình vào bên trong. Nhưng mà cái Cú nó lại không phải người thu mình. Nó lại gồng mình và nó cứ vẫn rất là bình thường và rất năng lượng. Và lúc nào cũng thấy cười thôi. Đây này, hôm nay là đỡ trầm cảm cười rồi này. Đúng không? Không được rồi đây này. Chương trình là chương trình chữa lành à? Hôm nay là muốn khóc mà khóc đi, sao có phải cười? Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Chưa hết nữa hả chị? Trời ơi, một lời chị hát lại chị. Chị có một lời bốn câu. Chị đổi lời cái đi. Có bốn câu mà em mới hát có ba câu mà. Em xung phong để cho những người sau dũng cảm hơn là em. Dù gì em cũng 33 tuổi rồi. Em nghĩ là mình cũng phải mạnh mẽ hơn. Em muốn hỏi mọi người là bài solo lần trước của em, mọi người thấy em có tự tin không? Có. Máu lửa, máu chiến. Không. Chị nhìn thấy ở em che giấu cái gì ở bên trong rất là lớn. Như mọi người đã biết là gần đây em có một bài hát rất là hit, mà như là chị Quyên còn nói là một bài hit quốc dân. Thực ra là khi mà bài em được đi diễn thì em nhận được một luồng tiêu cực rất lớn. Bản thân em đã từng phải trải qua việc đó rồi, nhưng mà khi nó lặp lại một lần nữa thì em rất sốc. Bỗng dưng em sẽ sợ hãi mọi thứ xung quanh rất nhiều luôn. Em vào nghề cũng rất là chậm, 22 tuổi em mới bắt đầu đi nhảy. Và khi em tham gia một chương trình về nhảy múa rất lớn, từ một người mà em không biết một cái gì cả, em cũng vào được top 4. Và em có một niềm tin rất lớn. Thực ra là khi nhận show đầu tiên hát bài hát này, em đắn đo rất nhiều, nhưng em nghĩ là em không còn cơ hội nữa. Tại vì mình không thể bắt mọi người chờ một thời gian quá lâu. Có thể là mình là một người tham lam, nhưng em bắt buộc em phải vào một cuộc chơi thôi. Và ngày đầu tiên em rất run, nhưng mà em vẫn phải nở một nụ cười trên sân khấu. Khi đó em hát, nhưng mà thực sự thực tâm là đôi mắt của em đang nhìn xem mọi người đang dò xét gì mình. Nhưng mà sau hôm đấy thì có rất nhiều trang truyền thông nói là ca sĩ TikTok hát dở hay gì đó. Ngay trong đêm hôm đấy, em mất 3 show trong một đêm luôn. Nếu như ngày xưa thì em còn bi lụy hơn bây giờ rất là nhiều. Tại vì em cũng gặp khá là nhiều trúc trắc, nhưng ngày hôm nay em được tâm sự với các chị này. Em thấy mình quá nhỏ bé luôn. Em chỉ mong muốn là chúng ta luôn luôn tích cực và vũ trụ sẽ đáp lại những cái điều mà chúng ta mong muốn. Mà lúc nào buồn thì cứ cho phép mình buồn nha. Dạ. Không, có nghĩa là mình sẽ lựa chọn nó buồn theo một cách khác, chứ không phải là làm cho cuộc sống mình nó tối đi. Mà nó sẽ là một thứ bắt buộc phải xảy ra trong cuộc sống của mình thì mình mới có thể tốt lên được. Chấp nhận hết. Dạ. Và nhân chào cho em. Không, em cảm xúc là em nghe câu chuyện của các chị. Stylist của em có nói một câu rằng nếu mà em muốn khi nào mình cũng rực rỡ, tỏa sáng và có thể kết nối với tất cả mọi người thì em phải có một cái năng lượng tốt. Và em cố gắng hình thành và tạo cho mình cái năng lượng đó. Và em cũng kiểu như làm theo, đúng là trong cái thời điểm đó em khi nào cũng vui vẻ hết. Tất cả những năng lượng xấu không bao giờ xuất hiện trong cái suy nghĩ của em. Em luôn nói là từ những cái tiêu cực nhất của em cũng có thể biến nó trở thành tích cực. Tại vì em nghĩ chỉ có điều tích cực mới có thể thay đổi và làm cho em tốt thôi. Nhưng mà khi em trải qua một cái vấn đề mà em nghĩ rằng là nó rất là dai dẳng,
và em không còn đủ sức mạnh, một cái năng lượng hay một cái động lực ấy. Hay là tất cả mọi người xung quanh khuyên là quan tâm gì chuyện đó, rồi mọi thứ cũng sẽ vượt qua thôi. Em làm, em học theo, em không quan tâm, em giả bộ. Xuất hiện ở đâu khi nào mình cũng vui, cười, rạng rỡ. Và em thấy là những cái lúc mà em gặp mọi người á, nó tốt thật. Em từ nhỏ tới lớn không bao giờ tâm sự với ba mẹ hay người thân bất kỳ ai hết. Và em vẫn nghĩ cái điều đó là the best trong cái cách lựa chọn của mình. Nhưng mà tới một lúc mà cái đau á, nó không còn có thể giải thoát nữa. Em để một cái ngày khóc từ lúc mà em đi làm về tới 3-4 giờ sáng em khóc, xong mai em vẫn đi làm. Thì nó khóc kinh khủng nhất là em khóc nấc đến nỗi mà mơ á, em mơ em ngủ quên á. Xong em cảm giác là như bị bóp cổ. Ngày thứ hai đỡ hơn, tức là em sẽ khóc tới tầm 3 giờ sáng, rồi tiếp theo 2 giờ sáng, rồi 10 giờ sáng. Dần dần là em không còn nước mắt nữa, các em không khóc nữa. Khi mà em nghe các câu chuyện của các chị, em rất là xúc động. Khi mà một người phụ nữ quyết định lựa chọn mình là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, độc lập, tự tin, thì cái mà người đó phải đối diện đó là sự cô đơn. Và tất cả những chị đẹp đều cố gắng vượt qua. Ai cũng rạng rỡ xuất hiện trên sân khấu, nhưng mà đằng sau đó đều có những cái câu chuyện riêng mà mình không muốn kể về bất kỳ ai cả. Thời Hen chia sẻ thì buồn quá trời luôn. Mình cũng không biết tại sao mình là nghệ sĩ mà mình lại không được bị yếu đuối, đúng không mọi người? Và em nghĩ là các chị, tất cả mọi người đều cần dành thời gian cho mình, yêu mình nhiều hơn. Và chị yêu em. Em yêu các chị nhiều, thật sự là càng ngày đi với các chị em cảm thấy rất là nhiều bài học. Và cảm thấy yêu các chị rất là nhiều, bởi vì cái sự cố gắng của các chị nó rất là lớn. Em yêu các chị nhiều và chúng ta tiếp tục làm những điều đó. Nhưng mà đừng có gạt đi những cái nỗi buồn, nỗi đau của mình. Cảm ơn các chị. Về mặt tình cảm mà mình là một cô gái khá là yếu đuối, rất là mỏng manh, dễ bị tổn thương, và tổn thương mà tổn thương sâu sắc luôn á. Còn là một cô gái hơi lụy tình nữa, có rất là nhiều điều bắt đầu nó ập đến từ những cái suy nghĩ, đến những kỷ niệm hay là những cái vấn đề khác ở trong cái chuyện tình cảm của mình. Xong mình lại bắt đầu vỡ òa những cái cảm xúc khác nhau. Có thể là công việc hay tất cả mọi thứ không làm cho Hen trùng bước, nhưng mà liên quan đến chuyện tình cảm nó làm cho Hen ảnh hưởng hơi bị nhiều. Mình không thích con người đó của mình, thật sự mà nói là như vậy. Onlala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị có ý kiến nữa không? Chị nghĩ là hôm nay mọi người đi tàu cũng hơi mệt á. Mà nếu mà cái cảm xúc của mọi người mà nó cứ dâng mãi lên á, sẽ làm cho chị em hơi mệt á. Nên là mỗi ngày mà ít thôi thì chịu được. Em nghĩ là trong cuộc chơi này của chị em mình ấy, chị em mình không chứng minh mình làm nghề nữa, ở sở trường nữa. Chỉ trong một cái thời lượng nhỏ thôi mình chia sẻ để khán giả hiểu mình nhiều góc nhìn hơn thì không sao, bởi vì không phải lúc nào mình cũng dãy bày được đâu ạ. Tất cả chúng ta đều mang một cái tâm thế rất đặc biệt khi bước vào một cái sự hội ngộ như này. Thế nghĩ mọi người cứ vượt qua bản thân mình đi, cứ chia sẻ đi. Nếu mà cần vài phút để khóc thì cứ khóc đi. Còn nếu không thích thì đã từ chối chia sẻ. Còn mình có quyền từ chối mà. Ok, nào. Nào, trầm cảm cười của chị, cố lên. Trầm cảm cười. Dạ, em chào mọi người lần nữa. Thật ra thì Em rất là sợ cảm giác mà mọi người thấy mình yếu đuối, mọi người thương hại mình. Trước đây em cũng đã từng có một khoảng thời gian mà em bị rối loạn lo âu. Em đã từng nghĩ đến việc là em sợ bị đưa vô nhà thương điên luôn. Rồi em sợ là tên của em ở trên báo. Kiểu lúc nào em cũng tỏ ra với mọi người là em vui vẻ, em ổn. Nhưng mà sau đó thì em thấy là bên trong em không ổn chút nào hết. Em đi bác sĩ thì bác sĩ nói là em bị tổn thương đứa trẻ bên trong từ nhỏ. Em không chia sẻ được với ai. Em còn nhớ cái cảm giác đó và em rất là sợ luôn, là em ngồi ở ban công em không dám chia sẻ với ai hết. Tại vì em thấy xung quanh em cũng không ai ổn hết. Em ngủ em cũng sợ, em thức dậy em cũng sợ. Lúc nào em cũng nghĩ đến cái chết. Em chỉ toàn nghĩ như vậy thôi.
có một thời gian Hà cũng bị như vậy. Hiện tại thì Hà đã vượt qua được cái khoảng thời gian đó rồi. Nhưng mà thật sự nếu mà ai biết về cái bệnh này thì sẽ hiểu là nó sẽ còn quay lại nữa. Quan trọng vẫn là bản thân mình phải tự vượt qua được những cái nỗi sợ đó. Sau đó thì nói chung là em cũng có may mắn gặp được bác sĩ tốt. Bạn bè, những người thân của em đã hiểu cho em. Ngay cả hôm nay em tham gia chương trình này á, đó là một cái bứt phá của em rồi đó. Đây là show truyền hình thực tế đầu tiên em tham gia. Có những cái người mà khi mà họ bị giống như em á, thì em muốn khẳng định lại là chắc chắn là sẽ vượt qua được. Và nếu như mà nghĩ là không vượt được thì hãy nhìn em nè. Hôm nay em đến cái cuộc thi này á, là em đang bước ra khỏi cái vòng an toàn của em. Nên là chắc chắn là mọi người sẽ vượt qua được. Đã từng có một cái khoảng thời gian đó Quỳnh đã rất là ấp ủ một cái dự án, một cái công việc mà mình muốn làm, nhưng mà khi mà Quỳnh đầu tư và dồn sức vô thì nó không có được như mong muốn. Và coi như đó cũng là một trong những cái cú sốc đầu đời của Quỳnh vậy đó. Khi mà ở nhà thì Quỳnh rất là muốn được đi làm việc, rất là muốn được ra ngoài đường sinh hoạt bình thường. Nhưng mà khi bước ra ngoài đường thì Quỳnh lại cảm thấy là mình bị mệt, bị ngợp thở và muốn về. Đó là một cái khoảng thời gian mà Quỳnh nhưng mà không sao cả vì Quỳnh đã vượt qua được rồi. Không sao mà, 29 chị đây rồi. Em ơi, buồn thì không biết em mạnh mẽ rồi. Khúc lửa hoan có lên vậy. Thì cũng vậy. Vy đi ạ, Hương Vy đi ạ. Làm đi bé. Rồi. Thật sự thì nãy ban đầu thì Vy định kể một câu chuyện vui, nhưng mà bây giờ mình đang theo cái mood này thì thôi xin kể chuyện buồn của cuộc đời tôi luôn. Đó là câu chuyện Phương Vy béo phì. Tại vì sau khi mà sinh em bé đó, thì mọi người cũng biết là ở trên báo á, những cái hình ảnh của Vy lên báo rất là xấu. Bản thân Vy không nghĩ nó xấu, nhưng mà chắc chắn là khán giả xem thì họ sẽ đánh giá mình. Thì Vy còn nhớ rất rõ có một cái comment á, mà cái tánh Vy rất là kỳ, nó rất là thích đọc comment. Cái thời gian đó thì có một comment nhớ hoài luôn, là ca sĩ gì mà nhìn giống Happy Polar. Làm con của Vy bao nhiêu tuổi là Vy đã phải đeo cái cột C đi hát trong vòng bấy nhiêu năm rồi. Mình biết cái quần gen đúng không? Cái quần gen khi mà mang vô mình đã mệt rồi. Nhưng mà cái cọc C của Vy á, là Vy xài cái cọc C mà 12 cái thanh thép. 7 năm trời mình đi hát, không có ngày nào mình không có mang cái cọc C, tại vì mình rất là sợ. Khi mà chị Phương Vy nói mình cảm thấy đau lòng lắm. Bởi vì bản thân mình cũng đã từng là một trong những nạn nhân của cái việc body shaming hay là những cái lời gạch đá từ dư luận. Mỗi lần mà đi diễn về, chị nghĩ trong đầu là mong đừng có ai chụp hình của mình, đừng có ai để hình của mình trên báo hết. Vy nghĩ là chắc không có anh chị em nghệ sĩ nào mà có nỗi sợ giống Vy đâu. Vy sợ bị người ta chụp hình lắm, sợ vô cùng luôn. Cảm thấy đồng cảm, rất là thương. Bởi vì mình cũng có nằm ở trong đó. Những cái câu chuyện chạm vào trái tim của mình. Chị em nghệ sĩ xung quanh mình đang có mặt ở đây cùng với mình, ai cũng có những tổn thương kinh khủng đó, nhưng mà vẫn phải mạnh mẽ đứng lên để mà làm nghề, để mà đi tiếp. Khi mà vào cái chương trình này á, ai cũng đẹp hết trơn á. Vy lấy hết cái sự can đảm của mình để đứng ở đây cùng với các chị em. Và lần đầu tiên trong vòng 7 năm Vy lên sân khấu không có mặc cầu C nữa. Cho nên là mỗi người chúng ta chắc chắn là sẽ đối diện với những cái nỗi sợ khác nhau, nhưng mà rất mong là sau cái chương trình này mình sẽ không còn cái nỗi sợ nào trong cuộc đời của mình nữa. Những người phụ nữ qua 30 rất là mạnh mẽ. Thank you. Chị Vy ơi, bữa em gặp chị em khen là sự thật. Tại vì em thấy lúc đó chị nhìn nó rất là nhiều năng lượng đó. Cái ngày mà em lại tới em đập vai chị em nói nhiều hay, chị đẹp quá. Cảm ơn. Nhìn rất là khỏe khoắn. Dạ đúng rồi. Cái bước chân đầu tiên của Vy khi bước vào cái phòng đó là tất cả mọi người đều wow. Và bạn ngồi cái bên Vy nói là Beyoncé Việt Nam. Rất là đẹp, rất là quyền lực và rất là chất. Dạ. Làm sao mà ai mà muốn thay được như chị? Trời ơi, quá dữ dội luôn, em bất ngờ lắm luôn á. Nhiều lúc bản thân Vy có quá nhiều những cái nỗi lo lắng. Cái lời nói đó của Hen nó giúp cho Vy thức dậy với một tâm thế hoàn toàn khác.
Và đặc biệt là Vi cảm thấy hơi mất trợ chút xíu, nhưng mà yêu cái vóc dáng của mình hơn rất là nhiều. Yêu cái vòng 3104 của Vi hơn rất là nhiều. Tự tin hơn rất là nhiều luôn. Và Vi chắc chắn là trong suốt cái hành trình Chị Đẹp Đạp Gió Đẻ Sóng, Vi sẽ đứng trên sân khấu với một tâm thế hoàn toàn khác. Một cái người nghệ sĩ thật sự hiểu bản thân mình, yêu bản thân mình, với cái sức mạnh nội tại thật là vững chắc. Giờ ai ta? Cô giáo yêu cầu cô giáo kể chuyện đi. Ôi, cô giáo kể chuyện cười thì không ai cười, mà cô giáo là... Em cười nhá. Diệu Nhi hứa là nếu chị Linh kể chuyện nó sẽ cười bò ra. Chọn đi. Em xin nhường cho chị. Hôm nay là ngày xưng tội à? Chị Linh ơi, chị Linh, thật sự là từ nãy giờ câu chuyện á, mọi người rất là mang một cái nguồn năng lượng ý nghĩa lắm. Mình nghĩ lại một cái câu chuyện của Diệu Nhi. 2 tháng trước à, em vừa mới đi khử thăm môi. Chị, môi em cũng hơi thăm ấy. Em thấy là cái thông tin đó nó có thật sự là truyền tải một cái điều gì lên mọi người. Tại vì mọi người kêu kể câu chuyện chưa kể bao giờ, ai mà biết. Tại vì em đi sớm quá, em kể sớm quá. Nếu mà em kể sau là em có câu chuyện khác rồi. Để em kể lại rồi. Là hôm nay chị được ngồi ở đây á, bởi vì thực ra là chị đi hát 20 mấy năm ấy, nhưng mà thực ra là cũng ít có những cái thời gian đặc biệt như này với mọi người. Đấy là một thiếu sót lớn. Sau cái ngày này chị mới nhận ra là mình đã hơi khép kín quá ấy. Việc mà mọi người đã đồng ý để chia sẻ ra những cái điều mà mọi người không bao giờ nói á, với micro gắn ở trên người, đấy là một điều rất là hiếm có ấy. 30 con người mà tham gia cái mùa đầu của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng này á, giống như là 30 chiến binh vậy đó. Chiến binh không chỉ ở trong cuộc chơi này mà còn ngoài đời nữa. Không chỉ có mình đâu, mà mình tin là tất cả các chị đẹp còn lại sẽ không bao giờ quên được cái buổi tối lửa trại đó. Vì cái cảm giác nó rất là thân thiết. Tức là rõ ràng là mọi người có những người lần đầu mới gặp nhau, và cũng có những người là sẽ không bao giờ chia sẻ chuyện riêng của mình trước đám đông cả. Nhưng mà hôm đó dường như mọi người quên luôn là đã có rất nhiều máy quay đang chĩa vào mình. Và mọi người chỉ sống thật với cái khoảnh khắc lúc đó. Mọi người khóc với nhau, cười với nhau và chia sẻ với nhau những câu chuyện mà chưa bao giờ có một ai nghe thấy. Như chuyện của Phương Vi á, chị đã từng rồi mà. Cái hồi chị mới sinh nhá, thế là chị ra sân khấu thì có một hai cô hàng đầu mà nói to để mình nghe thấy ấy. Nói là Mỹ Linh dạo này trông sập sệ thế nhỉ. Tôi chị quên hết cả lời luôn. Tức là cả cái bài hát đấy chị chỉ nhìn thấy là mình đã sập sệ như thế nào. Ôi giời, không biết là mình đã sập sệ ở đâu. Mình chỉ mong cái bài hát đấy hết để mình chạy vào mình soi gương xem mình sập sệ chỗ nào. Thì chị nghĩ là đấy không phải là một cảm giác gì đặc biệt đến mức mà chỉ có một mình em mà ai cũng sẽ trải qua những cái đấy. Nhưng mà cái quan trọng là hôm nay mình đã dám chia sẻ ra với nhau, để mình hiểu là ai cũng thế, chứ ai cũng thế thì mình việc gì mà mình phải khổ tâm. Nhưng mà những cái thứ khác thì mình đổi lại mình lại có được. Đời vẫn đẹp em ạ. Theo chị vốt là đời vẫn đẹp. Chị là thuộc team lạc quan. Em không định kể chuyện hài á, thề luôn. Em định kể chuyện là con gái em làm gãy tay con gái có da hồng ngọc, nhưng không hiểu sao nó lại thành chuyện đấy. Có một cái thế lực nào nó bắt em phải nói ra chuyện đấy. Thế á? Đấy là bí mật chưa kể trên báo chí. Thật, chị phải nói thế thôi. Kính thưa các chị, là bây giờ mình sẽ tập trung lại ạ. Chị muốn chia sẻ chuyện tình yêu hả? Đúng rồi. Hay là chị muốn chia sẻ những cái bí quyết giữ đổi hôn nhân? Cuộc sống của chị. Ôi, chị thiếu kinh nghiệm cực, chị ngồi xuống đi. Dạ các chị ơi, chị Ngọc và muốn chia sẻ những cái câu chuyện mà chị Ngọc từ trước đến giờ chưa có nói với ai. Thật ra là nãy giờ mọi người ai cũng cảm xúc hết, cái tự nhiên em cũng suy nghĩ lại cuộc đời của mình nó có thăng trầm đến mức độ như vậy hay không. Có một điều là mọi người có thể nhìn thấy em bề ngoài là lúc nào cũng cố gắng. Dạ đúng rồi, năng lượng tươm tất đúng không? Hả, sạch sẽ, sáng láng, đẹp đẽ. Đẹp đẽ, nhưng mà thật ra là đến tối thì em cũng sẽ ngủ giống như là mọi người, tới sáng rồi thì cũng sẽ đi làm giống như là mọi người, giống như là mọi người. Em đang nghiêm túc mà. Em nghe chuyện 29 đứa đánh một đứa chưa, cẩn thận. Không, câu chuyện này của em xúc động lắm. Chưa, không được đi tìm lắm. Thật sự tối ngủ á, em cũng nhắm mắt như mọi người.
Đúng không? Và sáng em ngủ dậy em cũng mở mắt giống như các chị. Đúng không? Trời ơi, thật sự là em muốn đây là một câu chuyện rất là đàng hoàng á. Bởi vì từ đầu đến đuôi em muốn xây dựng một cái hình tượng là không có khùng nữa. Đó là sáng dậy là em sẽ không có đánh răng giống như mình. Ủa? Ủa là sao? Ủa nãy giờ em tưởng là cái mùi của khô. Cái mùi của khô. Nhưng mà là cái... Ví dụ như là 6 giờ em phải có mặt ở bên chỗ make up đi, thì em sẽ đặt là 5 giờ 45. Là em dậy đúng 5 giờ 45. Và em bước xuống xe, em đeo cái khẩu trang vô, một mình em hửi thấy cái mùi thối. Cái gì vậy trời? À, mình vào nghề bao nhiêu lâu rồi á, thì là cái thói quen này nó cũng tiếp diễn như vậy. Và đó thì em cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em mà em chưa bao giờ kể trên sóng truyền hình luôn. Hà nghĩ là Ngọc kể một câu chuyện nghiêm túc, một cái câu chuyện nó cũng không nghiêm túc như bình thường. Câu chuyện của em sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay của mình thật là mỹ mãn. Bất cứ điều gì trong cuộc sống nó cũng có thể xảy ra mà nó tác động vào mình, và mình sẽ thay đổi quan điểm đấy. Mình bắt buộc phải là người tích cực đón nhận mọi thứ. Quan trọng nhất mình vẫn là cái người mà cứ lan tỏa đi. Nếu mà thực sự những cái thứ tốt đẹp thì nó vẫn sẽ phải được công nhận. Yeah. Trao quyền trượng lại không, cho chị. Không, chị không cần, chị không, chị không cần phải quyền trượng. Em giữ hộ chị. Cái điều mà chị muốn chia sẻ đầu tiên đó chính là từ những năm 1997 thì anh Việt Anh đã viết dòng sông Lơ Đãng, và cái câu hát mà đến giờ nó vẫn là con người chị. Có nghĩa là và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng, nỗi đau ta nhận riêng mình. Sẽ có những điều chị không, mình không chia sẻ với ai được. Mình sẽ cảm nhận một mình và để vượt qua thời điểm mà chị gặp rất nhiều biến cố đấy, thì anh Việt Anh đã viết bài Chưa Bao Giờ. Thì có cái câu hát là có bình yên nào không xót xa. Thì chị nghĩ là các em chắc chắn ai cũng sẽ hiểu được đấy rồi. Để có ngày hôm nay chúng ta đã trải qua rất là nhiều thứ. Buổi tối ngày hôm nay thì cái cảm xúc của chị nó giống y hệt như là chị được Oanh hỏi đó, là chị đã bao giờ có một buổi như này chưa? Chị chưa bao giờ. Chị chưa bao giờ có lửa trại, chị cũng chưa bao giờ có tiệc tùng, chị chưa bao giờ có gì hết. Đấy, cho nên chị tin chắc chắn rằng buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối sẽ không có thể nào quên được. Chị rất là xúc động thật sự. Cuộc đời chị trải qua rất nhiều thứ. Biến cố đổi rời, năm nay là 51 tuổi, 30 mấy năm lao động nghệ thuật chuyên nghiệp. Thì đây là điều tuyệt vời nhất mà chị có. Cho nên chị xin là bạn Trinh cho chị tông... son thứ nhá. Hay thôi la đi, la thứ. La thứ. Em đề nghị chị cũng đổi chỗ qua bên đây đi. Ngồi giữa lòng chị em. Rồi. Chúng ta hãy nhìn nhau đi. Tại vì mỗi một cái dáng ngồi của chị em á, là ở đó đều khắc họa cái cá tính của mỗi người hết. Trong cơn mơ đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và nguôi lãng dần những điều ta chưa nói với nhau. Hôm chia tay cây vừa chút ra, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng hẹn. Hát gì lên đi đêm quá yên, trôi theo cơn mơ dòng sông trôi trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa, anh nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao I'm
Thẩm mỹ viện Seoul Center, nhà tài trợ vàng chương trình Chị đẹp đạp gió rẻ sóng 2023. Vessori Doriente, sữa tắm nước hoa Italy lưu hương 8 giờ. Xin chào 30 chị đẹp của Chị đẹp đạp gió rẻ sóng 2023. Tất cả các chị đẹp của chúng ta đã chia làm 6 nhóm với 6 bài hát. Hiện tại tinh thần của các chị đang cảm thấy thế nào ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đến cuối phần thử thách tập luyện. Thì mỗi đội sẽ có thời gian là 2 tiếng để tập luyện. Sau 2 tiếng đó thì mọi người sẽ quay trở lại đây để thi đấu phần tập luyện của mình. Các đội có số lượng thành viên giống nhau sẽ đấu với nhau. Và 3 đội chiến thắng sẽ có quyền quyết định thứ tự biểu diễn cho đêm công diễn 1. Ok. Yeah. Hồi xưa em cũng mơ ước vậy đó. Em hát được một bài đàng hoàng á. Trước giờ em hát nhiều. Điều ước mơ của em đã trở thành hiện thực. Thực. Sẽ hát nhiều bài mà rất nặng đàng hoàng. Chị hát này xong đến em à? Đúng rồi, tới chị luôn. Bây giờ mình cứ vui vẻ đã. Bây giờ mình thử giọng đã. Vâng, thử giọng ạ. Một câu nói anh muốn chia tay. Em đã biết sẽ đau đớn như vậy. Dù em đã cố giữ lấy anh đến vô cùng. Rất hay. Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta vỡ đôi, em vẫn yêu anh. Quá hay rồi. Trời ơi mọi người ơi. Em hơi hoang mang. Em vô được đại điệp khúc luôn mọi người. Chúc mừng. Không những mà vô luôn mà hát một hơi mới chết chứ. Nó bảo hát ba hơi, mình hát một hơi là thế nào con bé này. Bé Hen bên phòng kia đi qua cũng kêu: chị ơi, giọng chị cũng ok lắm. Thì Ngọc nghĩ là từ giờ trở đi Ngọc sẽ không còn nhục chí bởi giọng hát của mình nữa. Sao mà qua cái lỗ tai chuyên nghiệp của em á thì em nghe tông nào nó cũng như tông nào. Đó. Sao em không thể cho nên hôm nay là tông mà tông đó thì cũng vẫn là tông. Lên xuống gì mà sao mấy chị có thể hát lên xuống chứ. Cái này mình vô verse 3 luôn không nha. Không sao. Vô quá verse hay 3 rồi. Bây giờ verse 3 này. Dạ. Chị vào trước câu đầu xong câu dạ. 2 mà hai đứa. Verse 3 là gì vậy chị? Là câu tiếp theo thôi hả chị? Đây bé. Ngày chia tay phút quen dạ. Có. Nếu anh đi. Em hát bé chính. Nếu anh đi. Ok. Dạ. Học được bé chính luôn mọi người. Mà mình không có hiểu bé chính là sao hết. Nếu anh đi trái tim này buồn đến thấy lên bài cao. Dù biết trong lòng còn yêu con hơn bao nhiêu. Dù tình ta vỡ đôi em vẫn yêu. Em vẫn yêu anh. Đấy mà từng chữ một thôi. Em vẫn yêu anh. Thí dụ thế. Em vẫn yêu anh. Yêu như thế thì liệu có giữ được anh vô cùng không? Em giữ được. Yêu anh. Được rồi, yêu vừa thôi. Cái lúc mà Ngọc tập luyện á, ở trong này á là các chị không cười mình, nhưng mấy anh quay phim ở ngoài là cười rung người như thế này nè. Mắt mình lệch focus luôn. Mình cũng có tố chất chứ không phải là không có, nhưng mà tại vì mình chưa có biết cái cách để mà mình chỉnh sửa cái giọng hát của mình như thế nào thôi. Nãy giờ mọi người tập sao rồi nè? Mọi người tập rất là bình thường và đang lệnh lạc. Bây giờ Đăng sẽ chỉ mọi người động tác này để mình đi mình đấu với Tim Răng Khôn nha. Dạ yeah. Rồi ok. Vô. Màu đỏ chứng tỏ là ngon. Chứng tỏ là ngon. Ngon ạ. Cái vị cay vào mình dễ ăn. Mà chị là người thích cay nữa. Ừ, em thích cay. Ô, cái này xong chương trình mình xin về được không ta? Xin về nhà mình cho con mình ăn. Con chị thích lắm. Cái này em xin thêm được không? Một thùng thôi ạ, không xin nữa. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, đúng rồi. Rồi mình sẽ đi phần hông trước nha mọi người ha. Đi bên phải trước. 7 qua phải. Phải and trái. And phải and trái. Đúng rồi đó, tự tin hơn xíu nè mọi người. 2, đi.
boom and a pa and a boom and a pa. Đúng rồi đó. Đau lưng phải mạnh vậy á, lên sân khấu mình sẽ nhỏ lại một chút vừa phải. Dạ. Dạ đúng ạ. Dạ đúng. Quá trời cái hông rồi. Bắt đầu. Y 1 2 đẩy 3 4 quằn 5 6 7 8 đẩy. 1 2. Yeah. Mệt rồi. Chị okay. Vã mồ hôi rồi kìa. Tao chết rồi. Cố lên chị, không sao gì. Ôi trời ơi, bà Búng ơi, bà Búng ơi. Bà già rồi mà bà còn đúng với các em, bà Búng ơi. Chị không nghĩ rằng là chị Búng lại có thể tập mà dẻo đến mức đó nữa. Làm đúng nhất hay chưa? Làm đúng lắm luôn em. Rồi chuẩn bị đi la bây giờ nha. Nói chuyện linh tinh trong lớp học. Thôi im lặng à, im lặng thầy dữ quá. Rồi ok vô. Hay là mình tập theo lời hát luôn được không? Đang không thuộc lời, mọi người hát đi. Ok ok. Nếu anh đi, trái tim này buồn biết mấy là động tác gì đây này. Đấy, nó phải vào cái lời hát. Đấy để... là lên nè. À, đấy. Thôi đang hát melody nha. Hai đi. Da 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 ta 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 ta. Hát sai rồi. Buồn quá. Ta 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 ta. Thôi để bạn mở nhạc cho. Đi. Bóng đi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một cái điệu nhảy nhanh nên đôi khi là sẽ còn hả trật khuôn, rồi chị Linh Ly, rồi bản thân Ngọc nữa. Đôi khi là mình mới làm việc với nhau lần đầu thôi thì sẽ chưa có cái sự hài hòa ăn khớp với nhau. Theo như là phần hòa âm ấy, mình sẽ son, tại vì cái lúc thấp ấy, thì em cứ để chị giải quyết cho, thì đến cái lúc cao khi mà lên la thì nó sẽ ok. Tại vì đấy. Lên la chỉ có một cái điệp khúc cuối thôi chị ạ. Còn cả bài nó là son nó thấp trũng mà. Cái bài này được cái đặc biệt là nó sẽ có luôn ba đoạn. Ví dụ đoạn đầu là cái đoạn chị sẽ hát đúng không? Vì nó vừa thấp này. Cái thông điệp của chị nó sẽ dễ hơn là giống như có thể chị đang nói chuyện với hai em. Nói với em có sai chăng phải anh mẹ mới em hiểu. Chuyện dạ. Thành, đúng không? Đấy. Em tùy mọi người à. Em chỉ thấy là lúc đầu thì nó hơi mờ. Mờ thì để chị giải quyết đúng ba câu đầu đúng không? Xong rồi ba câu giữa là của em, xong ba câu sau cùng là của em. Em còn hát bè quãng trên á thì em lúc em hết hơi luôn á. Đấy. Rồi, ok thôi vậy thôi mình chốt son nha. Ừ để okay. Cho cái lúc mà lên tông nó hay. Mình cảm nhận được ở chị Phương là giống như một cái chị lớn ấy. Với chị gái mình chẳng hạn. Giống như nếu mà mình có vấn đề gì là chị sẽ sẵn sàng là đây chị đây để chị lo cho. Chắc là fix lại cho Lịch cái đoạn của Lịch ở cái rề B. Tại vì mọi người bè vô nó sẽ bị chênh. Đúng rồi đúng rồi. Cứ trôi em ngỡ tim mình đã thánh thơi. Sau những lần đầm đìa gửi đứt mi hương khóe môi. Rồi khi ai nhắc tên em đã giận lòng không? Không. Rồi khi ai nhắc tên em đã giận lòng không? Giận. Em giận. Em đã giận lòng. Nãy giờ em sai nhiều chỗ lắm. Nghe trên này nè nghe. Em đánh giá giai điệu. Em đã giận lòng không nghĩ đến. Ta ti ti ta ta. Em đã giận. Ta ti ti ta ta. Em đã giận lòng không? Em đã giận lòng không nghĩ đến. Lại. Đúng rồi. Rồi khi ai nhắc tên em đã giận lòng không nghĩ đến. Đúng rồi, chính xác. Lịch rất là hay e ngại nhưng mà nhờ chị Phương động viên Linh thấy Lịch đã tiến bộ hơn rất rất là nhiều và hát rất là cảm xúc và sẽ phải điều chỉnh cái âm lượng của mình để cùng nhau tôn cái giọng của cả ba chị em lên. Lên, lên, ngồi vậy, tám, ok em chạy. Như này em như này à? Dạ, đúng rồi. Chị Phương đứng trước, tám đứng trước. Chị biết chị Linh nhảy như nào không? Là đánh ra sau này. Đánh ra sau này, điều này ghê lắm luôn, chuyên nghiệp cực. Đúng rồi, mày đi đứng trước đi. Không, đứng đi. Từ từ. Mình cứ tập đi em xem như thế nào. Chị, còn em mà chị, em cứ giúp chị giống như chị giúp em hát đó. Ngày xưa thì được nhận xét là nhảy giống như giặt đồ. Còn bây giờ thì cũng giống như giặt đồ nhưng mà có điều hồi xưa giặt tay thì vậy mình giặt máy. P&J 35 năm giữ trọn niềm tin, tôn vinh vẻ đẹp. Thử nhá. Chị đang chia là câu đầu là Nhi trước. Tại vì bọn chia theo visual rồi á. Chia theo visual. Nghe xong muốn bỏ về cái là tức. Một là chia theo visual. Cái hai là chia theo viral. Viral. Nó có 4 triệu follower. Social. Nên mình phải đẩy nó ra chứ.
hãy tin vào đội trưởng. Dạ, cái tính toán của đội trưởng. Trước là chị làm kế toán đấy. Dạ. Trước chị làm kế toán à? Eo ơi hà, chị đùa mà. Thì Quỳnh cũng nói chuyện, Quỳnh hỏi chị Hà thì hỏi đúng là câu nào chị Hà kiểu ừ đúng rồi. Ờ vậy hả? Ờ vậy sao? Chị không bao giờ hỏi mình lại một câu nào, hay không bao giờ kiểu mà tiếp tục cuộc nói chuyện, mà chị chỉ như đó thôi. Bây giờ nhiệm vụ của bốn đứa tụi mình là phải luyện này, sau đợt này là nó phải lây lên. Em ạ, lây lội lên. Với sức chị giống hệt em, sức hề cãi. Chị nhóm trưởng á chị, em thấy bây giờ nhóm trưởng là người mà lan man nhất ạ. Chị góp ý nhóm trưởng giùm em nha. Chứ nãy giờ là em là cầm lời rồi ạ. Đây là thi hát nha. Đây là thi hát, không phải thi hài nha. Thi hát nha. Em đang thấy cái solo nó hơi ít. Ừ, tại vì solo đang bị ít đó chị. Cái bài này nó không có quá khó cho mọi người. Đúng thấy rồi. Cái này này, đưa em về nhà. Có thể Nhi cũng có thể mây trôi chiều ta. Thật lòng chỉ muốn lối đi nó. Nhưng mà cái sao ra nó không hay đâu em ạ. Bọn chị không phải là những đứa hát giỏi, nên là cái bài này là một cái bài chiêu chiêu, nghe nó phải rất là hay. Mà muốn hay thì cứ hát tập trung thôi. Nếu như mà muốn hiểu bản thì thật sự là mọi người phải bè được. Nhưng mà trong đây ai biết bè? Em mà em bè rap được nè. Nếu mà bây giờ em thấy đàn người cổ trời vậy thì ta vòng cầu quần năm đi ăn đồ tàu. Em làm chuyên bài rap. Được được. Bây giờ mình có thống nhất như vậy đi. Cái này là em sẽ phụ mọi người dựng lại cái đuôi là tí xíu. Khi mà Nhi đi vòng vòng như đi tám chuyện á, thì Nhi cảm thấy năm đội của mấy chị đẹp kia rất là căng thẳng. Thì Nhi mới về, Nhi mới nêu ý kiến với đội của mình là chiều nay mình hát đoạn rap đi. Mỗi người hát hai câu rap. Nhưng mà bây giờ em thấy đàn người cồn cào, vậy thì ta vòng qua quần năm đi ăn đồ. Em làm chuyên bài rap nha chị. Okay. Mình sẽ làm vậy nhá, mình sẽ làm nhảm nhí lên. À thôi bây giờ mình sẽ tập rap đi. Rap đi. Đưa em về. Nhưng mà bây giờ em thấy đang hơi cồn cào, vậy thì ta vòng qua quần năm đi ăn đồ em. Thôi chị ơi, để hai câu rap này để em rap cho. Một người nói thôi chứ không nó bị loạn ấy. Ba, bốn, bê bê. Nếu mà bây giờ em thấy đang hơi cuồn cào, vậy thì ta vòng qua quần năm đây đi ăn đồ. Nhưng mà em phải đọc gọn lại cơ. Vâng. Phải đọc gọn lại. Tật 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 tật. Cảm ơn anh. Đưa em về. Nếu mà nó lên, nó phải lên khoảng 5. Vô chị ơi. Cheers. À, tỉnh là người đỡ mệt thật đấy. Đội của Nhi rằng mỗi người với cá tính rất là rõ. Nhưng mà khi mà mọi người làm một cái công việc gì đó mà đòi hỏi cái teamwork, cái sự làm việc nhóm á, thì Nhi cảm thấy rất là hiệu quả. Bởi vì mọi người ai cũng biết lắng nghe nhau, biết thông cảm cho nhau. Em hát này, sao hôm nay lại cứ ngân người vô chuyện đây? Bắt đến đi, chạy tâm trí đây đây. Sao mày cứ như mèo cần tắm nắng trong khu vườn nhà rớt. Trong lời cậu lên đây có anh Ngọc mới chỉ được gặp anh mỗi lúc ban chiều là quang. Qua trường lòng em cứ tưng 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 tưng. Sao mày đến verse 2 là từ em. Sao nay lại cứ. Ai có thể bè được cho bạn vô cái verse 2 thì làm luôn nha. Verse lần 2 vô bè được. Thế em tắt đèn đi nhá. Để Ngọc bè lại cho Trang. Thế rồi cứ tắt đèn. Tắt đèn đi. Tắt đèn như vậy tắt đèn. Ai cũng tắt đèn hết á. Em bè cho Trang không? Em là cái bà em là cái câu bắt đèn đi. Anh thích bắt đèn đây. Meo 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 meo. À thế thôi thì chị hát sao hôm nay nhá. Đội Trang cũng có một cái vocal khá là đồng đều. Nhưng mà khi mà tập hát lên thì mình mới thấy là à, chất giọng của mọi người khá là khác nhau. Thì làm sao để hòa hợp được, cảm thấy là mình cũng chưa chia bè cho nó hợp lý. Trang đã hơi hoang mang rồi. Nó không phải là một bài hát mà dễ để biểu diễn. Và cái bài rất là ngắn, cho nên là cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Làm sao để tạo được một cái cao trào cho một bài hát mà nó monotone như vậy thì lại là một cái thử thách nữa. Lúc hát mình cũng nhảy, drop mình cũng nhảy, xong hát mình lại nhảy, xong drop mình lại nhảy. Nó không có điểm nhấn. Bởi vì là nhóm này mọi người sẽ nhìn vào là hầu như là ai mà cũng đã biết nhảy rồi. Nếu mà mình nhảy ít quá mọi người cũng sẽ bảo ủa biết nhảy mà sao nhảy ít vậy. Bà này không biết nhảy nha. Thực ra là biên đạo đã làm cái bài nó rất là tròn trịa rồi á, nó cũng đẹp. Thì bây giờ mình cứ ráng tập, nhưng mà trong quá trình tập mà mình thấy có cái gì tại đó mà mình góp ý được, góp ý thẳng với cả ấy thì nó sẽ dễ hơn. Có thể do Trang biết quá nhiều cho nên những cái idea và những cái ý tưởng Trang dành cho nhóm Me Too Much
bị quá nhiều. Thì nếu mà mình để cái nào cũng hay, cái nào cũng hay, khán giả sẽ không nhận biết được bài của mình bùng nổ chỗ nào, và mình sẽ cảm thấy là bị bội thật. Đây, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, đội chớp, 1, 2, 3, chị Ngọc ơi, 5, 6, đây, 1. Lộn tùm la kìa. Lộn tùm lum liếm luôn. Trời ơi. Mà bài này nhìn dễ nhưng mà thật ra nó cũng khó. Khó chứ không dễ. Nó sẽ là phải có sự đồng đều. Đúng rồi. Thêm lần nữa cho Ngọc Nguyễn đi. Tại vì lát nữa mình còn thi với các đội nữa. Cố lên chị cho em xin nhạc à. Con không nhảy bắt nhảy như đi. Buộc là phải có cả nhảy cả hát. Nhưng mà mình sẽ được chọn, tức là mình không cần phải làm full, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm từ đoạn rap. Tức là rap xong một cái tất cả cùng bắt vào hát. Thôi ơi, ngờ đừng về luôn. Đúng rồi. Là không nhảy là có. Có nhảy. Không, nhưng mà không hát đoạn đầu. Không, bỏ bài kia đi. Vâng vâng vâng. Bài kia mình còn phải dựng nữa. Là người ơi, làm sao à, hát gì? Là có con hay không đó? Chị em rap xong thì mới lại đến hát. Được. Ok chưa? Thì bây giờ thử nhá. Em chia cho mấy chị. Chưa, chị bảo là bây giờ chị tập, em tập nhảy trước hộ chị đi. Dạ, rồi. Trinh cảm thấy rất là tự hào về các chị đã chọn ra một cái đoạn khó nhất trong bài để đem ra thử thách. Công nhận là cái năng lượng của các chị rất là tự thái, rất là quyết đoán, rất là khí phách. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Vô, tạ. 1, tạ, 2, tạ, 3, tạ, 4, 5, 6, 7, 8. 1, tạ, 2, 3, tạ, 4. Cái này là phải dạy cho bọn chị này. Cái này dạy nàng hoàng này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Xong qua đây. 1, 2. Chân nào bước trước? Dạ, chân phải bước. 1, 1, 2. 2. Dạ, 3. 4. Nếu không làm kép làm đơn được không? Đấy là đơn đấy, chân là đơn không, đấy. Cái tay ấy. 1, 2, 3, 4. Đấy. Bỏ bớt một nhịp cho chị. Bỏ bớt một nhịp đi. Cho okay. Cho đấy. Ai làm được hai nhịp làm thì cứ làm. Làm. Còn ý nữa mà nó quen rồi bọn chị tự làm kép luôn. Thì làm lại đều với em này. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 đi. 1 2 3 4 5 6 7 đi. 1 2 3 4 5 6 7 đi. 1 2 3 4. Được chưa? Rồi. Đi ok không? Cố nha. Vâng ạ. 1 2 3 tà. Đợi như là nhỉ? 1 2 3 sang đây rồi này. Không đổi chân chị ơi. Cùng cái chân đó luôn. Chân phải thôi, một cái chân phải thôi chị này. Đạp hai cái bên này và lấy cái chân đấy đạp bằng kia. Ok. Thì cái này từ mọi người đạp đều nhau nhá. Nó là 1 2 3 tà 4. Đạp đạp. 3 tà 4. Đôi chân chạy 5. À rồi. Lại không sao. Đạp chân nha. Đạp. Ta. Trái phải xuống. Đó, giờ vậy thôi, chị cứ phải đến đây. Chị đang bị bước ngầm chân kìa. Em đi thấy các chị đẹp lớn trong đội. Cái năng lượng mọi người rất là trẻ. Và mọi người thực sự thích trải nghiệm những cái nhảy nhót, những cái trẻ trung hơn. Nên là nó giúp cho em Ly và chị Lâm Anh giúp đỡ mọi người trong cái phần vũ đạo nó thuận lợi hơn rất rất là nhiều. Em thấy căng thẳng quá. Sao vậy cưng? Em thấy hát không được, nhảy cũng không xong, không. Áp lực quá. Không nha, giờ chị nghe thôi. Giờ chị nghe là em hát ok nha. Còn em thì sao chị? Em thì phải tập lại. Thôi bây giờ 1, 2, 3. Ủa con Hà đó phải không? Quá dài. Yeah. Có một đoạn em riêng, đoạn này, có một đoạn kia. Hát chung với Hà. Đúng không? Hai câu hát chung với Hà rất là ngắn đúng không? Nhưng cái câu rap vậy thôi. Không, tại em muốn thuộc nguyên một bài. Sao mà nguyên một bài làm gì? Đúng rồi, phải thuộc nguyên một bài nha, thiệt trong đầu của mình nó mới vậy chứ không thể nào mà tin được. Có nghĩa là chị nói phải thuộc nguyên bài, cái câu solo của ai thì người đó phải nắm chắc cái câu solo đó, nhưng mà phải thuộc hết một bài. Cái bài đó nó phải nằm ở trong lòng mình thì em cũng thuộc hết bài rồi. Nhảy em ơi, từ từ, cái đó nó phải có thời gian, cái đó nó phải có thời gian, không thể nào. Happy birthday to you, birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah.
nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn em sẽ mong, em mong là mọi người mình sẽ có những ngày tháng tập luyện với nhau rất là vui vẻ, rất là ăn ý. Mình sẽ có một ban biểu diễn. Ừ, lúc đó để có một đề xuất. Chị Trang bảo là, chị Trang bảo là nhóm mình phải cần sung hơn. Wow. Mời mọi người uống đi. Trang mời. Rồi. 1 2 3. Go. Mình học đi, bây giờ mình uống một ít rồi mình để dành bia, lát mình uống tiếp. 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6. 7, 8, 1, 2, 3, đi lên, 5, 6, một lần nữa, 1, 2, no, no. 3, 4, từ từ, 5, 6. Cái lúc này em đi lại kia rồi. Đây trước đúng không? Cái lúc mà lần phải kìa, chân phải chứ, chân phải á, phải á. Tay ở dưới vì 6, 7, 8 rồi xong rồi tiếp. Lúc đi xuống là phải lại luôn hả? Dạ. Nhưng mà cái tay lại ngược lại. Không nô, cái tay chỗ này lên. Ủa là sao? Đổi lại cái cũ hả? Vẫn là chân tay trái ra luôn. Cái phần thử thách tập luyện là một cơn ác mộng của em. Nó khó về cả vũ đạo, nó khó về cả cái phần hát luôn. Và cũng chưa kịp rap từ đầu đến cuối. Cái sự không có nhuần nhuyễn đấy làm cho em cảm thấy lo lắng. Hen có học được một tính rất là tuyệt vời từ chị Vi, đó là làm cái gì phải làm tới chốn. Và trong cái lúc tập, chị Vi là một cái người rất là tập trung, rất là chịu khó và luôn luôn hết mình, luôn nhờ anh Quang đang chỉnh sửa làm sao mà làm động tác đó cho đúng, cho nhuần nhuyễn, cho tốt nhất có thể. Bây giờ mình sẽ tập tới cái động tác khó nhất. Make it easy đi em ơi. Đó là động tác đánh hồng. Rồi, tay để lên, chuẩn bị. 2, đi. 1 and 2 and 3 and 4 and ok. Rồi, đầu tiên mình sẽ tấn chân xuống. Tối này đau đùi nha. Thứ hai mình sẽ đẩy phần hông lên. Rồi, đẩy lên là mình đánh cả cái mình bước lên luôn á chị. Mình đẩy lên luôn. Chị Vi, thẳng lên luôn. Cẩn thận thoát vị địa điểm. Đau quá. Rồi, giày trước đi, cho nó quen trước đã. Cho nó quen cảm giác trước đã. Em dù bên đông hay là bên tây, em chạy về đâu cũng lại như nhau. Bên đông hay là bên tây, em chạy về đâu cũng lại như nhau. Ok, lỗi sai thứ nhất là tay như vậy nhìn nó giống như tập tạ ha, không ổn nha. Thẳng ra trong răng. Ok, lỗi sai thứ hai là đừng có nhấp nhô. Ok không? Rồi thứ ba, bây giờ mình sẽ chỉnh chút xíu cho anh nhìn nó sexy hơn nè mọi người. Khi mà đi vậy á thì mình tập thôi, thì mình tập như vậy, nhưng mà lúc mình đi thật á mình sẽ từ từ mình sẽ giãn biên độ này ra xíu nhìn cho nó có cái độ nghiêng. Ok ha. 5 6 lần nữa. 1 and 2 and 3 and 4. 5 6 7 lần cuối. 1 and 2 and 3 and 4. Ok. Đội ác độc. Đội hình 7 người là một đội hình quá cồng kềnh. Phải cần rất là nhiều ngày tháng để mọi người phải có tư duy chung, có đường hướng chung, có đội hình chung. Và từ đó là đi tiếp con đường này có mấy tiếng đồng hồ là cái chuyện không thể. Hướng dẫn các bước bình chọn chị đẹp đạp gió rẽ sóng trên ứng dụng Xiaomi. Bước 1, đăng ký SIM và gói data G145 tại app hoặc website Xiaomi. Bước 2, kích hoạt SIM Xiaomi tại cửa hàng Mobifone gần nhất. Bước 3, mở app Olala và đăng nhập liên kết với Xiaomi. Bình chọn cho chị đẹp yêu thích trên app Olala với 25 lượt bình chọn cho gói G145. Đặc biệt, để có thêm 100 lượt bình chọn, vui lòng đăng ký tiếp với gói G250. Lưu ý, không giới hạn lượt bình chọn mỗi ngày. Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại ứng dụng Olala. 30 chị đẹp, 30 màu sắc. Xem show và bình chọn cho chị đẹp bạn yêu thích nhất trên ứng dụng Xiaomi từ hôm nay nhé. Bây giờ nhìn từ phải là Trinh là sao? Trinh là ai? Sao Trinh là Lưu Hương Giang. Không, cái bạn mà thắt bím là ai? Lưu Hương Giang. Lưu Hương Giang đây anh. Lưu Hương Giang. Ồ. Xin chào tất cả các chị đẹp ạ. Hôm nay lần đầu tiên được xem đội hình của 6 team. Chưa bao giờ thấy mọi người gần gũi đến như vậy. Ý nói xấu. Dạ. Ý nói xấu. Rất mộc mạc sơ. Cảm giác đang là
tham gia một cái liên hoan văn nghệ của các cô sinh viên mới lớn nào đó. Rất là trong trẻo và dễ thương luôn ạ. Trời ơi, con trẻ mà. Đến nỗi mà ban cố gắng phải nhìn nhau là xem à, ai kia, ai đây, lạ lạ mà quen quen. Hy vọng là mọi người giữ được cái tinh thần tươi trẻ này trong suốt cuộc thi ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mọi người cố gắng nhá. Tôi muốn thấy sự quyết tâm của các chị em ạ. 1, 2, 3. Yeah. 10 nhóm bài hát nếu anh đi ạ. Thiệt hả? Hay vậy? Trời ơi. Trời ơi. Thật ra là tụi em á, là cái đoạn đầu là sẽ chỉ solo hát thôi. Còn cái đoạn đinh là sẽ nhảy như thế. Nên mình chọn cái đoạn đinh để mà phô diễn ra cho tất cả ban cố vấn cũng như là các chị đẹp ở đây. Dạ, đó là phần thi đầu tiên của team em ạ. À. Lan Ngọc có vía mở hàng quá. Lúc nào Lan Ngọc cũng mở hàng. Tôi thấy rằng là chị Nhung, chị trưởng nhóm khắc phục được điểm yếu của nhóm của mình. Và ngày hôm nay chị cũng đã có một vài những cái bước nhảy mà tôi nghĩ rằng rất hấp dẫn khi chị trình diễn ở trên sân khấu. Ban của chúng tôi nó khổ cái là nó chả có nhược điểm gì cả. Em thích feel chỗ nào feel chị Nhung cho em feel hết. Em là bè độc lập, không ai có thể kiểm soát em được cả. Đúng rồi. Dạ, đó là ý đồ của đội em. Đúng rồi. Mà nó phải độc lập tự do thì nó mới hạnh phúc được. Dạ. Ba cái màu sắc của ba thành viên nó khác nhau. Dạ. Nhưng chị Nhung biết dung hòa những cái chưa phải là lợi thế của từng thành viên lại thành một cái tổng hòa, nó rất là mượt. Công việc của âm nhạc là đem mọi người đến với nhau, xóa đi mọi biên giới của cả các nước được mà. Dạ. Thì giữa biên giới của ba cái cô này có gì đâu mà không xóa. Dạ. Hay quá chị Bóng vỗ tay. Yeah. Mình cảm thấy như là cái đứa trẻ bước ra để mà tập những cái bước đi đầu tiên rất là vụng về so với các em là đàn em của mình. Nhưng mà chính cái sự vụng về đó, những cái được học từ các em, khi mà bao giờ bạn học cái mới, bạn cũng cảm thấy mình được trẻ ra. Bây giờ sẽ đến phần trình diễn của nhóm Răng Khôn. Nếu khi em anh lúc hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mong manh và biết trân trọng người ở cạnh. Nếu khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhen mà giờ rồi lại mất nhau thêm một lần. Mùa hè năm ấy cửa cơm trước đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời. Dần dần trôi bàn tay mới xa tầm với. Bầu trời lấp lánh con xanh nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh. Anh là một nỗi buồn đẹp nhất em cất để ra. Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành. Thank you.
và Cổ Vấn cảm thấy rất là khâm phục cái sự nghiêm túc của chị Thu Phương. Và Dandy rất cảm ơn rất là nhiều. Cả ba thành viên trong nhóm đều có thể hát rất tốt. Việc đẩy cao trào bùng nổ ở cuối bài hát bằng việc lên tông cho cả ba thành viên, đẩy một cái cảm xúc của khán giả lên một cái mức cao hơn. Chỉ có một điều là bọn tôi đang hơi lo lắng một chút. Có một thành viên cũng rất mạnh về vũ đạo, hát là đã được nghe rất đã tai rồi, và chúng tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn cả cái phần trình diễn, phần hình ở trên sân khấu. Dạ dạ. Team của chị là thuộc tất cả các bài của team khác trừ team chị thuộc chưa được các bạn. Good job. Ngày hôm nay thì em thấy được sự cố gắng của Yên Linh, nhưng mà vì bạn đang diễn với một người cũng thường xuyên kết hợp với vũ đạo và một người là biên đạo, nên là cái sự lọt thỏm ra ngoài nó không tránh khỏi. Thì Linh chỉ ngại là những cái lần đầu tiên mình vừa mới tập nhảy, tập mà đi tuyến, mình chưa có được đẹp mắt cho lắm. Chứ còn Linh cũng không có ngại là mình nhảy sai, tại vì từ từ mình sẽ có quá trình. Linh sẽ cố gắng để xem coi nào, về nhà, sau đây sẽ về nhà tập thêm một chút nữa. Và bây giờ mời nhóm Ưng Quá Chừng. Nhóm này thì thực sự là không có gì phải bàn cãi hết. Quá đẹp luôn á. Đều thật sự á, chiều cao kìa chị Ngọc. Thành viên trong nhóm có vẻ chưa thể hiện hết những cái năng lượng mà mình đang có. Tôi muốn thấy Bảo Anh có một cái năng lượng mạnh mẽ hơn. Bảo Anh hãy cố lên. Yeah. Em hãy lấy năng lượng từ chị hay bị tăng động lắm nè. Dandy thực sự đang xem một K-pop girl group ở đây. Có center, có di chuyển, có visual, các thứ rất là mạnh. Tuy nhiên về phần vocal chia câu hợp lý hơn, và khi mà cần ổn định cái giọng hát thì đôi khi mọi người phải tiết chế lại vũ đạo thêm một tí. Cái đội hình này thì chắc là mình phải nhấn nhá thêm để mà tôn từng thành viên hơn nữa. Còn thật ra đây là đội hình của Mây Trắng Mắt Ngọc của những năm trước đây. Đó, nên. Dạ rồi, và bây giờ xin mời nhóm đưa em về nhà. Tụi em xin hát chay bài hát đưa em về nhà ngoại truyện ạ. Ngoại truyện, ok. Dạ vâng, nha. Dạ vâng. Wow. Đưa em về nhà mây che chở ta. Thật lòng chỉ muốn lối đi này càng về càng xa. Đưa em về nhà, con tim thật thà. Đèn đỏ trên phố nếu như mà được thì đỏ hết, thêm năm thêm bảy ngã tư. Xuống đây. Xuống xe. Vi phạm luật giao thông. Hình gì? Đưa em về phường. Thôi không trình bày. Từ giờ phải nhớ đi xe này không được kẹp ba. Đưa em về phường. No more lằng nhằng. Mình lập biên bản, nếu không thì xe này phải giữ thêm 5-7 ngày nữa cơ. Xin anh đừng. Đưa lên phường. Thôi đi mà. Không lắm lời. Đưa em về phường. Dạ vâng. Em nói thật là em xin con nhờ như sau ạ. Là tại vì là em nghĩ là trong một cuộc thi, ví dụ như là chị đẹp đạp gió rẽ sóng, thì là người đạp gió, người rẽ sóng, nhưng phải cũng có phải có người mang gánh nặng về nhân văn. Nên chúng em đang mang cái đề tài nhân văn là các bạn không được vi phạm luật giao thông. Dạ. Được chứ. Nhưng mà chúng em vẫn đảm bảo là có hắn. Em không biết là mọi người góp vui cho chương trình hay là sẽ mang lên công diễn, nhưng mà em thấy được sự cố gắng của Nguyên Hà. Thì so với Nguyên Hà một chút nó đã là nhiều chút với mọi người rồi. Nhưng mà chị Nguyên Hà là một người rất là hướng nội á. Khi mà như kêu chị ơi, thì diễn cái nét nha xin gươm đi.
Dạ em, chị Nguyên Hà rất là hợp tác. Cái thời gian mà mấy chị em nghỉ ngơi đi thì chị Nguyên Hà ngồi nhìn trước gương và chỉ để tập nha trên gương rồi kiểu cái gì cũng dân chân dân chơi vậy nè mọi người. Cái sự cố gắng thứ hai á là thấy được cô chị Mỹ Linh. Em chưa bao giờ thấy chị như vậy. Hôm nay nó rất là dễ thương, đáng yêu. Nhưng đừng để lạc đề nha. Hay là team mình đang giấu bài? Có bài đâu mà giấu anh đó, giấu. Chưa có bài để giấu. Tôi đang rất mong chờ Mỹ Linh đấy, bởi vì cô ấy sở hữu trong nhóm của cô ấy hai giọng ca rất tuyệt vời. Cái nhóm của tụi em ấy là rất là thích nhạc Trịnh Sơn. Tức là một người về đỉnh cao nhưng mà người khác lại về vực sâu. Nên là cùng chìm mau như cánh chim cuối đèo. Thay vì xem thử thách, em đang xem như kiểu màn táo quân cuối năm ấy. Đó. Nhưng mà bây giờ em vẫn phải nhắc chúng ta đang là thử thách và người chiến thắng sẽ có những lợi thế. Xin mời nhóm gửi anh xa nhớ. Dạ chết, team em xin nửa bài sau ạ. Trong nhóm của các bạn có hai thành viên Diệp Lâm Anh và Em Ly, vũ đạo rất là tốt. Những giọng ca trong nhóm của các bạn cũng đều là những giọng ca có nội lực. Với cái góc nhìn của những người cố vấn chúng tôi thì nó đang chưa được dàn trải ở sân khấu. Ở đây để thể hiện rõ được chúng ta phải làm chủ sân khấu, làm chủ không gian của sân khấu. Chị yên tâm đi, mới được có 40% mà. Chị Lệ Quyên đúng chuẩn là một kinh chị, một người thủ lĩnh thuần chỉ mọi người ạ. Cảm thấy rất là may mắn khi được có những chị đồng hành như vậy và những chị thực sự nghiêm túc và nhiệt huyết trong bài hát của mình. Các em phục luôn đó mọi người, và đội chúng em sẽ không làm người thất vọng đâu. Xài sim semi, lướt siêu data, voting đưa chị đẹp chiến thắng. Bây giờ thì mời nhóm cuối cùng ạ. Vũ trụ có anh. Chỉ là một cái đoạn nhỏ ở trong thôi và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lỗi, nhưng mà em nhìn thấy được các thành viên của đội em ai cũng dễ thương và ai cũng cố gắng. Thôi mình cứ cố gắng hết sức đi ha. Ok. Nói đất vui tươi, vô hồi hồi trên cái đô. Nhung cấm sinh tươi, người ta đang không chào phố. Nói đất như đêm, nên chỉ người em không vui. Cô tâm sinh hoàn, mà sao cười thân ghê không có đâu. Bóng mây bắn lên lấy tâm bạn, bóng mang nghĩa cho chị đau. Đủ điều và khăn nhiều, hạt nhiều không nên thiếu. Sẽ ơi sẽ vẫn học chị, sẽ ơi sẽ nhanh lên đau. Ôm mà con tay đã, tớ sao, thế quay về ta. Dốc chuyện cũ cứ giống ý chàng, hình như em yêu anh chàng. Vì chắc nhớ nhớ thương thương, và rồi đêm ấy phải lại dày vỡ tan. Điệp khúc khóc lóc trong mong, tình yêu cứ như vô vọng. Mà là em khi ấy, ngày xưa đây đúng buồn, đành nghe anh biết không? Ông chủ có ai nghe buồn? Có ai? Có là có ai? Có ai nghe buồn? Có ai biết không? Ông cô chủ không ai, không ai chẳng thể có ai? Có ai? Có ai nghe buồn? Đi 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 đi. Đây là một cái tinh thần mà Hen thấy là chị đẹp rất là tuyệt vời luôn. Làm cho Hen ở trên đó, Hen không còn kiểu áp lực về cái phần thi của mình nữa. Mặc dù là mình không thể nhớ trong cái thời điểm đó cái động tác của mình là gì, nhưng mà thấy được sự cổ vũ đứng lên và vỗ tay của các chị, mình thấy ấm áp vô cùng luôn. Chị
nói là với một cái bài mà như thế mà các em trình diễn thế là quá siêu rồi. Quá tuyệt vời. Cô giáo. Có đúng như vấp đĩa không? Đó, đúng. Cái bài là có anh. Có anh. Có anh. Có anh. Có anh. Vấp đĩa, vấp đĩa. Dạ, vui không mọi người? Dạ vui. Vui, nhưng mà lo nha. Cái màn vừa rồi á rất vui, rất giải trí, nhưng không thể nào mang được lên sân khấu. Riêng nhóm này chắc là sẽ phải tập nhiều hơn một chút xíu so với những nhóm khác để thấy được sự cố gắng của Tú Vi, Trang, Hen, Hakino rất nhiều. Ok, tôi rất mong được nghe thấy tiếng hát của Hakino và Hen. Hakino, bạn hãy tự tin lên. Chắc mọi người cũng theo dõi nên thấy nhà em tập cũng khá ổn, khá đều. Nhưng mà không biết lên sao mà bị run rồi bị áp lực rồi mỗi người một kiểu là em sợ lắm, em chết rồi. Không biết là xảy ra chuyện gì sao mọi người còn cười quá trời cười. Vỗ tay ủng hộ rồi bảo em dễ thương quá là em càng áp lực hơn. Hiện tại nhóm nào mà có được sự yên tâm nhất từ ban cố vấn thì ban cố vấn sẽ đặt vào vị trí là thắng trong thử thách. Và team chiến thắng trong thử thách nhóm 3 đó chính là Giang Khôn. Cùng chúc mừng chị Thu Phương, chị Uyên Linh và chị Phạm Bình ạ. Cái ngang. Cho diễn trước đó. Cho diễn trước tiếp đó. Mở hàng hoài á. Đối với nhóm 5, đó chính là Ưng Quá Chừng. Rất tiếc cho đưa em về nhà, rất dễ thương. Tuy nhiên mọi người đã lạc đề. Mọi người đi ra ngoài ô. Còn về nhóm 7 người, chúc mừng gửi anh xa nhớ nhóm chị Lệ Quyên. Nói chung là động tác làm này nọ nó rất là vụng về. Trang đã biết trước như vậy rồi. Cho nên cái hôm đó thua với thắng đối với đẳng thân nên Trang nó không quan trọng. Và bây giờ xin mời ba đội chiến thắng lựa chọn thứ tự biểu diễn. Chị Thu Phương ơi. Ê. Từ vòng solo em cũng đã đi trước rồi, xong hồi nãy thi á, em cũng đi trước rồi á. Chị có thể nào chị giúp cho đội em cũng là ưu tiên đúng không? Chị đi trước được không? Ok. Chị lại tưởng là em vẫn mong muốn đi trước như hai vòng trước. Dạ đấy. Không, tại vì em thấy là phần trình diễn của team chị là tỏa sáng. Nên em nghĩ là cái phần hả gọi là đầu xuôi đuôi lọt đó, em thấy là mấy chị là sẽ lọt lắm. Bọn chị sẽ đứng sau để ủng hộ đội em. Chị, đúng rồi, tụi chị sẽ phải sure là các em tỏa sáng và tuyệt vời nhất. Còn thiếu gì bọn chị sẽ lấp vào. Rồi mình sẽ chọn là hát sau ạ. Rồi, ok. Vâng, xin mời đội thứ hai, Ưng Quá Chừng. Em mong muốn diễn trước nhưng mà sau khi trưng cầu dân ý đội của em và em nghĩ là với cái logic của hai cái bài á thì nó cũng sẽ hợp lý hơn khi mà đưa em về nhà xong rồi Ưng Quá Chừng. Chứ nếu mà chưa đưa về nhà sao biết ưng hay không? Cái gì cũng như vậy thôi. Nên xin phép được lấy thứ tự như thế này đúng không? Vâng, mời đội tiếp theo, đội Gửi Anh Xa Nhớ, Người Ơi Người Ở Đừng Về. Nguyên lòng cú đột phá đi em, diễn trước đi cơ. Vũ trụ đã quyết định. Để nguyên thôi. Không có đội nào muốn diễn trước. Trời trời. Ok quá trời luôn. On La La, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chào mọi người. Yeah. Ngày hôm nay em ở đây ấy, theo nhiệm vụ của chương trình. Thử thách nhân đôi và đề thế ưu tiên. Chương trình sẽ random và lựa chọn đầu tiên một nhóm chị đẹp để gửi để đề nghị tham gia thử thách nhân đôi và lợi thế ưu tiên. Nếu chọn được đề thế ưu tiên, mỗi chị đẹp được mời một cổ động viên đặc biệt tương ứng với một phiếu vote trong vòng công diễn. Nếu chọn trúng thử thách nhân đôi, các chị đẹp phải nhận một trong số các thử thách như đổi bài hát, gương diện không có dancer, không có đạo cụ. Và nước nào sẽ chỉ được lời đề nghị hấp dẫn và gây sức này?
Chị Đẹp Chuyện Chưa Lên Sóng, Nhà Chung và Thử Thách Luyện Tập 20 giờ thứ hai hàng tuần trên YouTube Giao Anh Show từ ngày 20 tháng 11 2023. Mọi người ơi, hãy bốc đi, bốc vào lợi thế nào. Em mong mọi người bốc đi. Đi nào, lần đến gấp đôi đi. Lợi thế ưu tiên, lợi thế ưu tiên. Mình rất là sốc. Bây giờ sẽ công bố luôn, đây là kết quả mà chị Trang đã nhặt được. Ưng quá chừng. Ủa là sao? Ủa cái gì đấy? Quá chừng thăng hai bài. Đổi bài hát. Mọi người bị rút lại bài hát Thương Quá Chừng và sẽ chuyển về ca khúc Đi Đi Đưa Đi. Em ơi, bọn chị tập xong tập rồi đó. Tập được hết rồi đó. Không. Vừa mới nghe được thông tin đấy thì bản thân mình như chết đứng. Chưa bao giờ trong tưởng tượng của Trang có thể nghĩ là một cái mini games mà nó có thể đưa đến một cái bất ngờ quá to lớn như vậy. Bây giờ chỉ còn có 72 giờ nữa. Bây giờ mình cũng không thay đổi được cái gì hết, cho nên là bây giờ mình phải nghĩ phương án. Còn 3 ngày nữa đến công diễn, nhóm Chị Đẹp Trang Pháp sẽ vượt qua thử thách này như thế nào? Mời quý vị đón xem ở tập sau. Đêm công diễn đầu tiên của hành trình Chị Đẹp Đạp Gió Trẻ Sống đã sẵn sàng. Phụ nữ với sự dịu dàng và nữ tính, nhưng mà có một cái nội lực không thể tưởng tượng được. Mình run cũng có, lo lắng cũng có, nhưng mà trên hết đó chính là cảm giác muốn được bay lên sân khấu, muốn được diễn luôn cho khán giả. Chỉ mong rằng mọi người bình tĩnh, tự tin để tỏa sáng trong đêm công diễn lần này. Các cha, mới công bố một người canh gì hả? Các chị cứ dặn là nhỡ mà khi nhảy có ai cười thì cứ mặc kệ, thiệt. Ôi, quên đấy, biết nhảy bao giờ đó, đấy tập nhảy bao giờ nào. Chúng ta có một nhóm an toàn và một nhóm nguy hiểm. Ôi trời ơi, không biết là sao hết nha, nhưng mà cảm giác cũng là không có thích thi thố. Nhưng chả có gì mà lo lắng, mà nếu như mà tí nữa Nhi bị loại thì cũng chả có gì mà phải buồn, thất vọng hay là gì hết. Bởi vì Nhi và tất cả mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Nếu mà mình phải là cái người ra về thì mình phải ra về thôi. Từ chối chuẩn bị tinh thần. Phương nghĩ rằng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quan trọng là chúng ta mang lại một đứa công diễn tuyệt vời. Còn kết quả thì chắc chắn chúng ta sẽ biết thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng được biết 6 trưởng nhóm mới trong vòng công diễn thứ hai, 6 cái tên với lượt bình chọn cao nhất. Chắc chắn là chỉ có các em rất là hot trong cái buổi biểu diễn vừa rồi. Cái sự nỗ lực của mình á chưa đủ để mọi người bình chọn cho mình nhiều. Không tự tin lắm, nhưng mà cũng vẫn luôn hy vọng để chiếm được trái tim của khán giả của ngày hôm đấy. Cũng không phải là một điều dễ dàng. Chương trình mình có đội trưởng cứng không? Cứng thôi, bây giờ trên cuối đến khi nào bị loại thì hết làm đội trưởng là được. Hoặc chỉ có thể mua chức đội trưởng này.